đi nhanh hơn ô tô? À, các chị comment xuống dưới giúp Trấn đi. Tại sao máy bay thì lại đi nhanh hơn ô tô? Có một anh chị trả lời là gì? Nó bay. Máy bay mà nó đi nhanh hơn ô tô là vì nó bay. Còn anh chị nào nó còn có lý do nào khác không? Các anh chị comment xuống dưới các anh chị. À, động cơ mạnh, tầm nhìn rộng của các anh chị comment. Không kịp đọc luôn các anh chị. Quá nhiều cái comment của các anh chị luôn. Phản lực không có phanh. Có rất là nhiều những cái câu trả lời các anh chị. Tuy nhiên, câu trả lời nào các anh chị nó cũng có ý đúng hết. Nhưng cái câu trả lời mà Ấn đang muốn có trong cái buổi tối ngày hôm nay các anh chị. Cái lý do tại sao mà máy bay nó đi nhanh hơn xe hơi các anh chị. Đó là vì máy bay thì nó không có cái kính chiếu hậu các chị. Các anh chị có thấy cái máy bay này nó có cái kính chiếu hậu không? Có nghĩa là sao các anh chị? Đã lên máy bay là không có nhìn lại các chị. Chỉ có nhìn tới thôi chứ không có nhìn lại các chị. Còn xe hơi thì sao các chị? Mình còn có kính chiếu hậu, mình còn nhìn thử đằng sau nó như thế nào, à, có gì nguy hiểm hay không hay như thế nào đó. Và mình không có thể là chạy hết số hết ga được các chị. Nhưng mà khi mà lên máy bay thì không có kính chiếu hậu các chị. Vậy thì tất nhiên trong một số những cái thời khắc nào đó thì mình cần phải có kính chiếu hậu để mà nó an toàn các chị. Nhưng ở cái thời khắc này là cái thời khắc chuyển giao các chị chuẩn bị bước lên chiếc máy bay để bay vào năm 2022. Thì cái điều đầu tiên mà các chị cần phải làm các chị, đó là các chị phải bỏ đi. Các chị đừng có nhìn lại những cái gì nó thuộc về quá khứ nữa các chị. À, mình không có nhìn lại những cái gì thuộc về quá khứ. Có thể rằng là gì? Năm 2021 của chúng ta có những thứ nó chưa làm cho chúng ta cảm thấy hài lòng. Nó có những thứ mà chúng ta cảm thấy rằng là nó chưa có được hoàn hảo, nó chưa có được như ý của chúng ta. Thậm chí có một số các anh chị là gì? Mình cảm thấy rằng là năm 2021 là một năm thất bại của mình. À, và khi mà chúng ta dùng một cái tâm trạng đó để mà mình bước vào năm 2022 các anh chị, thì không bao giờ mình có thể đi nhanh được các anh chị. Nên là gì các anh chị? Các anh chị phải hiểu rằng là gì? Thất bại ở một thời điểm nào đó nó đơn giản chỉ là một cái biến cố, đơn giản nó là chỉ là một cái sự kiện nó xảy ra, bởi vì nó phải xảy ra thôi các anh chị. Chứ nó không có nghĩa rằng đó là bản chất của chúng ta. Nó không có nghĩa rằng là gì? Đó chính là con người của chúng ta. Mà đơn giản nó chỉ là một cái lần vấp ngã thôi các anh chị. Nên nếu như mà các anh chị muốn rằng là gì? Mình bước vào năm 2022 trọn vẹn và mình tiến gần tới 2 triệu rực rỡ các anh chị, thì cái điều đầu tiên mà các anh chị cần phải làm đó là mình phải bỏ ngay cái cặp kính chiếu hậu các anh chị. Các anh chị bây giờ trước khi mà các anh chị bước lên máy bay này, lên máy bay là không có kính chiếu hậu cho các anh chị nhìn được đâu. Thì bây giờ các anh chị nhìn lại lần cuối năm 2021, anh chị nào cảm thấy nó thân thương thì nó là thân thương. Anh chị nào cảm thấy nó thành công thì nó là thành công. Anh chị nào cảm thấy nó chưa có được thành công, nó đang bi đát, nó u ám hay nó cái kiểu gì cũng được các anh chị. Các anh chị bye bye nó giùm mẫn cái. Các anh chị đưa đôi bàn tay của các anh chị lên. Các anh chị nói rằng là gì ạ? Goodbye 2021. Anh đi luôn và ngay đây. Các anh chị có nghĩa là gì ạ? Các anh chị phải tạm biệt nó một cách rất là rõ ràng, rất là dứt khoát các anh chị. Các anh chị phải lên chuyến bay của 2022 rồi các anh chị. Không có vấn vương bất cứ một cái điều gì nữa các anh chị. À, nên là các anh chị comment xuống dưới giúp Trấn là goodbye 2021 hay tạm biệt 2021 hay cái kiểu gì cũng được. Nói chung là gì các anh chị? 2021 những cái biến cố, những cái sự kiện của nó không có nằm trong bộ não của các anh chị lúc mà các anh chị bắt đầu set up cho năm 2022 nữa các anh chị. À, đó là cái lưu ý của Ấn dành cho các anh chị. Vậy thì các anh chị hình dung lý do tại sao mà chúng ta phải làm cái điều đó các anh chị, lý do tại sao mà mình phải tạm biệt 2021 các anh chị. Bởi vì bây giờ trong cái thời điểm hiện tại chúng ta sẽ phải hướng về tương lai. 2022 rõ ràng là tương lai rồi các anh chị. Vậy thì bây giờ các anh chị hình dung rằng là khi mà chúng ta hướng về tương lai á, thì thường chúng ta sẽ phải làm cái gì các anh chị? À, chúng ta phải nghĩ về nó. Chúng ta sẽ phải đặt một số những cái mục tiêu cho nó. Chúng ta sẽ phải là gì các anh chị? À, hình dung ra nó như thế này. Nhưng mà đa phần á, cái cách mà mọi người dùng để mà set up cho năm 2022 nó sẽ là như thế nào? Các anh chị hình dung một điều như thế này nhé. Ví dụ như bây giờ các anh chị bắt đầu ngồi review lại năm 2021. Mình thấy mình có một số những cái gì đó mình chưa đạt được. Xong đó là mình mới bắt đầu lại gì? Lên kế hoạch cho năm 2022. Có một số các anh chị á thì rất là mạnh dạn. Các anh chị đặt là gì? Cái kế hoạch năm 2022 nó phải 2x, có nghĩa là nó phải x2 so với năm 2021. Có một số các anh chị là x1.5 thôi, chứ x2 năm ngoái trời chật quá rồi, không đạt được, nên x1.5 thôi. Còn nhiều các anh chị nhìn về cái quá khứ đau thương của 2021, mà thậm chí là nhìn cái sự tả tơi của năm 2020, 2019, thậm chí 2018 là trên răng dưới bình xăng. Là thấy là cái gì? Bây giờ những cái năm qua nó như vậy rồi, mục với chả tiêu, tổng với chả kết, chán chết đi được. Xong rồi sao? Thôi bây giờ 2022
nó bằng được như 2021 là được rồi. À vậy thì các anh chị hình dung, vậy thì bây giờ nó, cái từ rực rỡ nó còn đúng không các anh chị? Làm sao mà nó đúng được các anh chị? Bây giờ mình chỉ đặt mục tiêu nó là nó bằng 2021 hoặc thậm chí nó chỉ ít 2 so với 2021 thì làm sao mà nó được các anh chị? Nhưng mà cái tâm lý đó là cái tâm lý hiển nhiên các anh chị. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà chúng ta nghĩ về những cái gì mà nó ít 2 đi, ví dụ 2022 nó ít 2 so với 2021 thì thường là mình sẽ làm cái gì? Có phải cái vòng của mình nè, mình có 3 cột mốc đúng không? Là quá khứ, hiện tại và tương lai. Thì nếu như mà mình chỉ nhìn những cái mục tiêu mà nó là x2 hoặc là nó ngang với năm 2021 thôi, để mà mình đặt cho 2022 á, thì cái cách mà mình sẽ suy nghĩ ngay lập tức là các anh chị, cái não mình nó sẽ suy nghĩ như này. Đầu tiên là từ hiện tại, nó sẽ vòng ngược về quá khứ. Vòng về quá khứ của năm 2022 2021 chưa đủ các anh chị, nó còn vòng ngược thêm một đoạn nữa về quá khứ của năm 2020. Nó cảm thấy nó vẫn chưa có xi nhê các anh chị, nó vòng thêm về quá khứ của cách đây 10-20 năm nữa, sau đó nó mới lượn về hiện tại và sau đó nó mới đi tới tương lai các anh chị. Thì khi mà cái vòng của nó như vậy thì sao các anh chị? Nội cái mà nó chỉ cần lượn về quá khứ mà 1-2 năm trước, nó sẽ gặp lại những cái sự kiện, những cái biến cố, những cái va vấp và những cái thất bại của mình. Thì khi mà nó gặp lại những cái đó là sao các anh chị? Là coi như là năng lượng của mình là nó mất hết, cái động lực của mình là nó mất hết các anh chị, không còn có thể nghĩ được những cái gì cho tương lai nữa rồi, mà nó chỉ là gì các anh chị, nó còn là đúng là đắp mộ cuộc tình thôi các anh chị. Là sao các anh chị? Không có cửa nào để mà đặt mục tiêu cho 2022 hết, nên cái cách đó nó không có đúng các anh chị. Khi mà các anh chị đặt một cái mục tiêu nó nhỏ quá cho năm 2022 á, các anh chị thường các anh chị sẽ suy nghĩ cái cách giống như vậy. Nhưng nếu như bây giờ thử cho các anh chị một cái mục tiêu mà nó mạnh hơn coi. Nếu như bây giờ các anh chị suy nghĩ đi, ở cái thời khắc này là cái năm 2022 là nó đang trọn vẹn nhất của các anh chị nè. Các anh chị đừng có đặt lại x2. Các anh chị thậm chí cũng đừng có đặt mục tiêu nó là những cái mà nó gần với các anh chị quá. Nó là những cái mà các anh chị chưa làm được vào năm 2021. Mà các anh chị thử là gì các anh chị? Các anh chị thử đặt là 10x thử không? Các anh chị thử rằng là gì các anh chị? Năm 2022 của mình nó phải 10x so với lại là những cái năm trước đây thì sao các anh chị? 10x ở đây á, Tân không có nói với các anh chị là 10x về là ngay lập tức, nhiều anh chị sẽ nghĩ là 10x về thu nhập. À, không nhất thiết phải là về số tiền các anh chị. Số tiền chỉ là một trong những cái rất là nhỏ của một năm mà chúng ta sẽ theo đuổi thôi các anh chị. X ở đây là nhân, đúng rồi các anh chị. Vậy thì 10x nó có thể là gì? X ở đây nó có thể là thời gian. X ở đây nó có thể là gì các anh chị? Về mặt sức khỏe. X ở đây nó có thể là về mặt tâm trí. X ở đây nó có thể là về mặt là gì các anh chị? Rất là nhiều những thứ khác. Nhưng các anh chị hoàn toàn có thể là gì? X được nó. Vậy thì nếu như bây giờ các anh chị đặt một cái mục tiêu mà nó 10x đi, thì làm sao mà các anh chị có thể tìm kiếm những cái thông tin, những cái dự kiện đó từ quá khứ được các anh chị? Các anh chị sẽ không có thể làm được cái điều đó. Mà nếu như các anh chị đặt một cái mục tiêu 10x, nếu như các anh chị muốn là gì các anh chị có một năm 2022 rực rỡ hoặc là những năm sau đó rực rỡ, thì ngay lập tức cái tầm nhìn của các anh chị nó sẽ phải như thế nào các anh chị? Có phải cái tầm nhìn của mình nó phải hướng lên phía trước không? Nó không thể tìm kiếm từ phía sau, tại vì rõ ràng phía sau là không có. Phía sau là gì các anh chị? Ngang thôi còn chưa có, 2x còn chưa có, thì lấy đâu ra 10x? Vậy thì mình sẽ phải là gì các anh chị? Mình sẽ nhìn nó ở tương lai. Mình sẽ phải hướng nó tới ở tương lai. Mình sẽ phải tìm kiếm những cái cơ sở, những cái dữ liệu, những cái cách để mình có thể đạt được cái điều đó từ tương lai. Nó sẽ giúp cho các anh chị có một cái sự hưng phấn. Nó sẽ giúp cho các anh chị có một cái năng lượng thật sự tốt, để sau đó các anh chị quay lại ở cái thời điểm hiện tại, nó có một cái năng lượng đủ để mà các anh chị bứt phá, để các anh chị có thể làm được những cái điều mà mình chỉ hướng tới tương lai thôi các anh chị. Các anh chị hiểu được cái thông điệp mà ông muốn truyền tải cho các anh chị không? Nếu như mà các anh chị nghe cái thông điệp của ông nói và mình hướng cái tầm nhìn của mình về tương lai, mình bỏ cái kính chiếu hậu của mình đi, anh chị nào mà đang có mà tiếc là bẻ nó luôn các anh chị, nó cổ lỗ sĩ lắm rồi, bây giờ bẻ đi, ở cái thời khắc này phải bẻ, mai lắp lại cho ông công an bắt, nhưng mà riêng trong thời khắc này là phải bẻ nó đi các anh chị, để mà mình nhìn vào tương lai, để mà mình hướng tới những cái 10x. Anh chị nào đã sẵn sàng cho cái này rồi thì các anh chị comment xuống dưới các anh chị. Anh chị nào đồng ý và thống nhất với ông về cái điều này thì các anh chị comment xuống dưới nha. Đúng không các anh chị? Mình sẽ không thể nhìn vào quá khứ và những cái thất bại, mà mình phải nhìn tới các anh chị. Mình nhìn tới bao nhiêu các anh chị khi mà mình nghe được cái thông điệp này á, mình cảm thấy nó hào hứng không? Mình cảm thấy nó gần hơn với cái 10x của mình. Mình thấy rằng là cái 10x á, nói ra nó năng lượng hơn, nói ra nó tham vọng hơn, và nói ra nó có một cái độ hào hứng hơn các anh chị. Rất là nhiều người giỏi trên cuộc đời này các anh chị, người ta có bằng này cấp nọ, người ta là tiến sĩ, người ta là giáo sư, người ta có những cái kiến thức chuyên môn rất là giỏi, nhưng tại sao cuộc sống của người ta vẫn không hạnh phúc? Nhưng mà tại sao á mà người ta vẫn không đạt được những cái thành tựu thành công giống như
rất là giống như một số người khác anh chị. Và đa phần cái sự khác nhau nó nằm ở cái năng lượng các anh chị. Các anh chị cảm thấy Ấn là một cái người có năng lượng không? Ấn cảm thấy mình là một cái người luôn luôn là rất là có năng lượng các anh chị. Có nghĩa là gì ạ? Cái năng lượng á, nó sẽ là một trong những cái sự khác biệt giữa rất là nhiều người với nhau các anh chị. Nếu như mà các anh chị là một cái người mà có năng lượng mạnh á, một cái năng lượng tích cực á, nó là một cái gọi là mình đi học á, mình có những cái chỉ số nè, chỉ số là IQ là chỉ số thông minh nè, chỉ số FQ á, là chỉ số thông minh về mặt tài chính. Nhưng mà có một cái chỉ số mà nó sẽ quyết định rất là nhiều tới sự thành công của chúng ta, đó là gì các anh chị? Là chỉ số EQ. Nó là chỉ số thông minh về mặt cảm xúc các anh chị. Cái chỉ số này các anh chị không có được học trong trường đâu. Nếu như mà nó có trong người các anh chị sẽ tìm những cái môi trường tốt để mà các anh chị tôi luyện. Hoặc nếu như mà các anh chị không có, nhưng mà các anh chị tìm tới những cái mức gọi là những cái môi trường tốt. Ví dụ như Ấn nghĩ BC Solution là một cái môi trường tốt. Nó giúp cho các anh chị có thể tôi luyện được cái chỉ số EQ này. Và cái sự thành công và cái sự hạnh phúc trong cuộc đời các anh chị, nó quyết định rất là nhiều về chỉ số EQ. À vậy thì á, cái sự khác biệt giữa những cái người thành công và thất bại không phải chỉ đơn thuần nằm ở cái trình độ, nằm ở cái năng lực của họ, mà nó còn nằm ở kể cả là gì các anh chị, là cái chỉ số thông minh về cảm xúc, là cái năng lượng của mình. Các anh chị tự đánh giá như thế nào về mức năng lượng của mình? Nếu như bây giờ cái thang điểm là từ 1 tới 10 thì các anh chị tự đánh giá cái mức năng lượng của mình ở mức bao nhiêu? Các anh chị comment xuống dưới giúp chấm đi. Các anh chị tự đánh giá mức năng lượng của mình bao nhiêu? 5, 6, 7, 4, trời. Rồi, các anh chị mức năng lượng bao nhiêu cũng được. Nhưng mà các anh chị có công nhận với Ấn đây là một cái thời khắc rất là đặc biệt không? Ở trong một cái thời khắc đặc biệt như này á, thì mình có nên cho mình hết gai hết số không các anh chị? Mình có nên cho mình ở mức năng lượng số 10 không các anh chị? À, Ấn là người miền Trung các anh chị. Thì dân Bình Định đó, nó có một câu nói như này các anh chị, mình rất là thích luôn các anh chị, thể hiện đúng cái năng lượng của mình. Đó là gì các anh chị? Chơi cho nó đẻ, hậu quẻ tính sau các anh chị. Các anh chị chơi cứ là gì các anh chị, riêng trong cái buổi tối ngày hôm nay các anh chị được phép đẩy cái năng lượng của các anh chị lên mức 10. Các anh chị được phép là gì các anh chị, chơi cho nó đẻ các anh chị. Nên là gì các anh chị, các anh chị phải đẩy cái mức năng lượng của mình lên mức 10 giúp chấn đi. Để mà các anh chị bước vào năm 2022 nó không có bị ngợp các anh chị. Bây giờ các anh chị trước đây các anh chị 4, 5, 6, 7 gì đó ok, đồng ý hết, cái đó là của quá khứ, của cái gương chiếu hậu rồi. Bây giờ là gì các anh chị, 10 trở lên, ok không? Ok các anh chị, nên là các anh chị nắm cái tinh thần như vậy để mà mình tham gia cái Zoom này nha. Đó, ok các anh chị. Rồi, vậy thì bây giờ các anh chị hình dung là gì? Năm 2022 của mình đó các anh chị, nó giống như một cái cuộn tập mà ở trong đó tất cả những cái trang giấy ở trong đó các anh chị, nó đều là những cái trang giấy trắng hết. Nhiều các anh chị, mình bắt đầu mình khi mà mình ở một cái thời khắc nào đó của năm 2021, mình dỡ cái cuộn tập của mình ra, mình cảm thấy rằng là gì các anh chị, nó chỉ còn có nửa cuốn à. Hoặc thậm chí ở những cái ngày của cuối năm á, thì mình thấy rằng là cái cuộn tập này của mình á, nó chỉ còn có vài tờ à. Và mình cảm thấy nó không đủ để mình có thể làm những cái điều mà mình không mong muốn, không đủ để mà mình hoàn thiện được những cái giấc mơ hay là những cái điều gì đó mà mình đặt ra các anh chị. Nhưng bây giờ là ở năm 2022, các anh chị đang ở cái thời khắc giao thoa, giao mùa, chuẩn bị qua năm 2022. Và các anh chị đang sở hữu một cái cuốn tập, một cái quyển giấy mà tất cả những cái trang giấy ở trong đó đều là gì các anh chị? Đều là những cái tờ giấy trắng hết. Và các anh chị có thể tự hào và các anh chị có thể yên tâm rằng các anh chị đang cầm đủ 365 tờ giấy trắng. Và tất cả những cái tờ giấy trắng này các anh chị muốn viết lên như thế nào là tùy các anh chị. Và các anh chị muốn rằng là gì các anh chị? Nó sẽ không thiếu bất cứ một tờ nào hết. Vậy thì không biết rằng là trong cái buổi tối ngày hôm nay mình có cái chủ đề là gì các anh chị? Thiết kế năm 2022 rực rỡ. Vậy thì các anh chị đã sẵn sàng để mà mình thiết kế, mình đã có bút và mình đã có tập một cái cuộn giấy trắng của mình để mà mình thiết kế cho năm 2022 chưa các anh chị? Nếu như mà các anh chị đã có cuốn tập đó rồi, các anh chị đã có bút và giấy rồi, các anh chị giơ lên cho Ấn nha các anh chị. Cái chủ đề ngày hôm nay của chúng ta nó sẽ có hai phần rất là rõ ràng nha các anh chị. Đó là gì? Thiết kế và kiến tạo các anh chị. Mình sẽ phải có hai phần các anh chị. Mình sẽ phải có hai phần. Cái phần đầu tiên là mình sẽ phải thiết kế các anh chị. Tại vì sao mà các anh chị sẽ phải thiết kế các anh chị? Thường á, các anh chị hình dung một điều là như này nè. Phàm mà các anh chị làm bất cứ một cái việc gì trong đời của mình á, thì nó đều có ba bước các anh chị. Đầu tiên là cái gì? Nó làm bất cứ việc gì nó cũng vậy các anh chị. Đầu tiên là mình phải nhắm. Sau đó là mình sẵn sàng. Và mình bóp cò các anh chị. Các anh chị comment xuống dưới giúp chấn ba bước các anh chị. Đầu tiên là gì? Nhắm, sẵn sàng và bóp cò các anh chị. Các anh chị làm bất cứ một cái việc gì để mà các anh chị có thể thành công, nó phải đều trải qua ba bước này hết các anh chị. Nhắm, sẵn sàng, bóp cò.
Nếu như á mà các anh chị hình dung rằng là các anh chị chỉ bóp cò, các anh chị không nhắm, các anh chị sẵn sàng không bao giờ trúng được mục tiêu hết, hoặc thậm chí là các anh chị nhắm nhưng mà các anh chị chưa sẵn sàng mà các anh chị đã bóp cò rồi, các anh chị thì sao các anh chị, thì nó cũng không bao giờ trúng được mục tiêu. Hoặc là các anh chị là gì, các anh chị nhắm, các anh chị cũng sẵn sàng rồi nhưng mà các anh chị không bao giờ bóp cò, thì sao các anh chị cũng không bao giờ các anh chị có thể hoàn thành được mục tiêu gì hết. Nên trong cuộc đời mình làm bất cứ cái việc gì mình cũng cần phải có ba bước đó hết các anh chị. Các anh chị hình dung một điều là gì, ví dụ như bây giờ các anh chị muốn cưới vợ đi, các anh chị đặt một cái mục tiêu là mình muốn cưới vợ đi. Vậy thì á, đầu tiên là mình phải nhắm, mình phải xác định rất là rõ thử là gì, vợ của mình á là gì các anh chị, mình muốn cưới cái người vợ như thế nào, đúng các anh chị? Người vợ của mình sẽ cao mét bao nhiêu, người vợ của mình da gì, rồi vợ của mình tóc dài hay tóc ngắn, rồi vợ của mình có những cái đặc tính công dung ngôn hạnh như thế nào. Có nghĩa là gì, mình phải biết rất là rõ cái người mình muốn cưới, mình phải nhắm được cái người đó, các anh chị hình dung họ phải có những cái đặc điểm gì, thì sau đó mình mới đi tìm cách để mà mình khi mà mình ra ngoài đường mình gặp những cái người giống như vậy thì mình sẽ biết đây chính là cái người mình muốn cưới. Chứ đâu có thể nào đùng một cái các anh chị kêu là ngày mai các anh chị cưới vợ, nhưng mà hỏi các anh chị là gì, các anh chị muốn cưới một cái người như nào, các anh chị không biết các anh chị muốn cưới cái người như nào thì làm sao mà các anh chị có thể cưới được, đúng không? Đó là cái việc mà mình phải nhắm, có nghĩa là mình phải tìm những cái điều mà mình muốn, mình phải biết những cái điều mà mình muốn, mình phải vẽ nó ra một cách rất là rõ ràng các anh chị. Sau khi mà mình nhắm rồi thì mình phải sẵn sàng. Sẵn sàng có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi mà các anh chị muốn cưới một cái người vợ của chúng ta giống như vậy rồi, họ có những cái đặc tính như vậy, họ có những cái đức tính như vậy, là một cái người vợ rất là tuyệt vời rồi, vậy thì bản thân mình các anh chị thì mình cũng phải sẵn sàng cho cái điều đó. Có nghĩa là mình cũng phải phát triển bản thân của mình. Có bạn nào mà thiếu mấy chục ngàn tiền cạc thì các anh chị tội chưa, 282 thôi, không có cần cạc gì ở đây hết á, cứ là vào 2022 đi, sau đó tự có cạc, ok không? Rồi vậy thì các anh chị hình dung một điều là như này nè, là sao các anh chị, bây giờ mình phải sẵn sàng chứ, mình phải phát triển bản thân của mình lên. Tại vì sao các anh chị, khi mà cái cô vợ, cô gái mà có xuất hiện những cái đặc tính giống như vậy rồi, cô gái mà xuất hiện những cái gọi là đức tính giống như vậy, là cái người mà mình gọi là mình đã người trong mộng của mình rồi các anh chị. Nhưng mà nếu như mà các anh chị không có cái sự thu hút của mình, nếu như mà mình không có sẵn sàng thì sao các anh chị, thì cô gái đó cũng sẽ lướt qua mình và mình cũng sẽ không bao giờ có được cô gái đó hết các anh chị. Vậy thì mình phải sẵn sàng. Rồi sau khi mà mình đã sẵn sàng rồi các anh chị, khi mà mình đã thấy cô gái đó, mình đã sẵn sàng, mình cảm thấy mình xứng đáng rồi các anh chị, thì sao? Thì mình phải bóp còi các anh chị. Có nghĩa là gì? Mình phải ngỏ lời với cô gái đó, mình phải chủ động, mình phải quyết liệt. Tất cả mọi thứ nó đều là có ba bước như vậy hết các anh chị. Nhắm, sẵn sàng và bóp còi các anh chị. Và sở dĩ mà ngày hôm nay các anh chị mà biết tới kinh doanh của BC Solution, đó là các anh chị cũng phải trải qua một cái quá trình là nhắm, sẵn sàng và bóp còi thì các anh chị mới có mặt trong cái gym ngày hôm nay và các anh chị mới làm BC. Nếu như các anh chị không tìm kiếm những cái nguồn thu nhập thứ hai, nếu như các anh chị không biết rằng là mình đang muốn kiếm cái điều gì trong cuộc sống của mình, không phải là gia tăng thu nhập, không phải là có cái thu nhập đó để làm cái điều này cái điều kia, thì các anh chị đã không có bước sẵn sàng là đi tìm kiếm. Và nếu như các anh chị không đi tìm kiếm thì các anh chị đã không tìm được đi xây được các anh chị. Nên là tất cả đều là nhắm, sẵn sàng và bóp còi các anh chị. Đó. Vậy thì cái trang giấy trắng này, cái việc đầu tiên mà mình cần phải làm đó là mình cần phải thiết kế nó các anh chị. Cái việc thiết kế nó vô cùng quan trọng. Ví dụ như ông hỏi các anh chị nè, bây giờ như là một cái đơn giản thôi là làm cái chuồng gà. Theo như các anh chị, nếu như mà ông nói với các anh chị là ngày mai các anh chị làm giúp dẫn một cái chuồng gà, các anh chị có làm được không? Hay là bây giờ các anh chị làm một cái chuồng gà thì mình sẽ phải bắt đầu từ đâu? Theo các anh chị thì bây giờ mình làm cái chuồng gà thì mình phải bắt đầu từ đâu? Có phải là mình cũng sẽ phải trả lời những cái câu hỏi là gì các anh chị? Bây giờ cái chuồng gà thì mình sẽ có bao nhiêu cửa? Cái chuồng gà này thì mình sẽ nuôi bao nhiêu con? Rồi cái chuồng gà này thì mình sẽ đặt ở đâu? Cái chuồng gà này thì nó sẽ phải chắc chắn như thế nào? Có nghĩa là gì các anh chị? Mình sẽ phải bắt đầu từ cái việc thiết kế các anh chị. Đúng không các anh chị? Mình sẽ phải bắt đầu từ thiết kế. Dù có là làm cái chuồng gà đi nữa thì mình cũng phải thiết kế các anh chị. Vậy thì các anh chị hình dung cái cuộc đời của mình, năm 2022 của mình so với cái chuồng gà, thì cái nào nó quan trọng hơn các anh chị? Cái nào nó đẹp hơn các anh chị? Cái chuồng gà mà nó còn cần phải được thiết kế thì huống gì là cuộc sống của mình, đúng không anh chị? Huống hồ gì là năm 2022 đặc biệt quan trọng của mình, đúng không anh chị? Vậy thì rõ ràng bao nhiêu các anh chị trước khi mình ngày mai là mình bước vào năm 2022 nè, hoặc là thậm chí là những cái năm trước nè, 2021, 2020, 2019 đó, bao nhiêu các anh chị đã bỏ quên cái bước này rồi, bỏ quên cái bước thiết kế này rồi.
Bao nhiêu các anh chị đã bỏ quên cái bước thiết kế này ở những cái năm trước rồi, các anh chị comment xuống giúp cho các anh chị. Rõ ràng các anh chị. Vậy thì cái này là các anh chị cảm thấy là mình phải có lỗi với lại là gì các anh chị? Có lỗi bản thân mình nha. Đúng các anh chị? Bởi vì sao các anh chị? Cái chuồng gà mà nó còn thiết kế mà cuộc đời của mình, mà những năm quan trọng của mình thì mình lại bỏ quên cái việc thiết kế. Và các anh chị thử nhìn xung quanh mình đi. Một cái nhà đẹp, một chiếc xe hơi đẹp, một cái ghế, một cái bàn, một cái máy tính, một cái điện thoại, tất cả những thứ đó các anh chị, nó đều từ một cái thiết kế hết các anh chị. Nên là gì các anh chị? Tất cả mọi thứ nó đều phải bắt đầu từ cái việc mà mình thiết kế các anh chị. Vậy thì các anh chị hình dung rằng là gì? Trước khi mà các anh chị bước vào cái phần thiết kế này á, thì Ấn phải có một cái điều này mà Ấn muốn làm rõ với các anh chị. Mình phải phải nhìn lại để mà mình đồng ý và mình thống nhất với nhau trước khi mình đi vào cái phần thiết kế các anh chị. Đó là gì các anh chị? À, cuộc đời của mình nó giống như một cái việc mà mỗi năm người ta nói rằng là gì? Mỗi năm của mình nó giống như một cái vòng chuột, một cái hạt chuỗi. Nó sâu lại bao nhiêu năm, mỗi năm thì nó là một cái hạt chuỗi và nó sâu lại thành một cái vòng chuỗi các anh chị. Và cái vòng chuỗi đó mình sẽ đeo trên cái cổ của mình nè, để mà mình lên trên thiên đường các anh chị. Và khi mà mình lên trên thiên đường, người ta nhìn vào cái vòng cổ của mình, người ta nhìn vào cái vòng chuỗi đó và người ta sẽ biết rằng, người ta không cần mình nói các anh chị, và ông trời thượng đế sẽ biết rằng mình có một cái cuộc sống đáng sống hay không các anh chị. Bởi vì sao các anh chị? Có rất là nhiều người có một cái vòng chuỗi 60 hạt, nhưng mà tất cả những cái hạt chuỗi đó các anh chị, nó đều giống như nhau. Nó đều có một cái màu xám xám, nó đều có một cái màu u ám, và nói chung là nó không có gì nổi bật hết các anh chị. Có nghĩa là gì các anh chị? Có rất là nhiều người sống một năm bình thường và lặp lại cái điều đó 60 năm các anh chị. Và sau cùng người ta gọi đó là cuộc đời các anh chị. Ấn không muốn rằng là dạ, bản thân Ấn khi mà bắt đầu kinh doanh BC Solution, lý do tại sao mà mình có thể là dạ, bỏ cái công việc trước đó của mình, à mình trước đây mình học ngành bác sĩ các anh chị, nhưng mà sau đó mình lại đi theo lĩnh vực về kinh doanh. Lý do rất đơn giản các anh chị, ngành nào cũng tốt hết, nhưng bản thân Ấn thấy rằng là dạ, à bác sĩ thì nó sẽ không có giúp cho mình có một cái vòng cổ mà nó có nhiều những cái hạt lung linh được các anh chị. À các anh chị có nghe cái bài là gì các anh chị? À anh chị nào mà trước đây mình nghe nhạc Trịnh đó, mình có nghe cái bài là gì? Một ngày như mọi ngày. Các anh chị cứ thử tưởng tượng đi, bây giờ mà các anh chị chuẩn bị, các anh chị mở mắt ra mà các anh chị cái câu đầu tiên mà các anh chị hát là gì các anh chị? Một ngày như mọi ngày. Thì các anh chị có muốn mở mắt không các anh chị? Các anh chị có muốn là bước xuống giường không các anh chị? Cái ngày chưa diễn ra mà mình biết rằng là gì các anh chị, nó giống y chang những cái ngày trước đó. Mình đâu bao giờ muốn đâu các anh chị. Vậy thì cũng tương tự giống như vậy. Cái vòng cổ các anh chị á, bao nhiêu năm qua nó đã có những cái hạt giống giống nhau, na ná nhau rồi các anh chị. Các anh chị đừng có làm cho cái hạt của năm 2022 nó giống như vậy nữa các anh chị. Bây giờ các anh chị phải làm cho nó có màu sắc. Bây giờ các anh chị phải làm cho nó lấp la, lấp lánh lên các anh chị. Để mà sau này, khi mà các anh chị bước lên thiên đường, tự nhiên là gì ạ? Cái vòng cổ các anh chị á, nó tỏa sáng từ xa. Và người ta nhìn vào, người ta có thể thấy ngay cái năm 2022 của anh chị á, nó sáng nhất trong số cái vòng cổ của tất cả những cái người xung quanh luôn các anh chị. Có nghĩa là gì? Mình có một cái năm 2022 thật sự là rực rỡ. Vậy thì các anh chị đã sẵn sàng cho cái việc thiết kế cái năm 2022 đó chưa? Các anh chị phải hình dung rằng là gì? Mình được một đấng nào đó, một ai đó ở trên trời, người ta cử mình xuống dưới đây để mình sống một cái cuộc sống như ý, để mình sống một cái cuộc sống hạnh phúc, để mình sống một cái cuộc đời tự do các anh chị. À chứ không phải đơn thuần là mình sống theo một cái mong muốn của ai đó. Người ta đã cất công đưa mình xuống dưới đây rồi các anh chị, mà sau đó mình trở về ở trên đó, mà mình sao các anh chị, mình trả lại cái vòng cổ của mình mà 60, 70 cái hạt giống y chang như nhau. Đúng y chang là gì các anh chị? Vừa đi vừa hát cái câu là một ngày như mọi ngày. Thì sao các anh chị? Các anh chị có muốn một cuộc sống giống vậy không? Rõ ràng là không các anh chị. Vậy thì chỉ có hai cái thời điểm, người ta gọi là gì các anh chị? Có hai cái thời điểm để giúp cho mình có thể thay đổi tốt nhất các anh chị. Cái thời điểm đầu tiên, nếu như mà các anh chị không muốn giống như vậy, thì nó có hai cái thời điểm để mà các anh chị có thể thay đổi các anh chị. Cái thời điểm tốt nhất các anh chị, đó là gì các anh chị? Đó là ngày hôm qua các anh chị. Cái thời điểm tốt nhất để các anh chị thay đổi là ngày hôm qua. Và cái thời điểm tốt thứ nhì các anh chị, bởi vì các anh chị đã trải qua cái thời điểm tốt nhất rồi các anh chị, thì nó chỉ còn một cơ hội duy nhất cho các anh chị là cái thời điểm tốt thứ nhì thôi các anh chị. Đó là gì các anh chị? Là ngay bây giờ, là vào cái ngày cuối cùng của năm 2021, là cái thời khắc mà chuẩn bị bước qua 365 ngày của một năm mới tinh. Ngay bây giờ các anh chị là cái thời khắc mà các anh chị cần phải đưa ra cái sự lựa chọn là mình phải thay đổi.
là mình phải có một cái hạt năm 2022 nó phải khác hoàn toàn so với lại là gì các anh chị, những cái hạt trước đây. Nó là một cái hạt mà nếu như mà các anh chị có thể khắc lên thì các anh chị sẽ khắc cái chữ là gì các anh chị? 10x. À, mình sẽ khắc cái chữ 10x chứ mình sẽ không chấp nhận nó giống như những cái hạt trước đây các anh chị. Đó là cái điều mà chúng ta sẽ phải chấp nhận, và chúng ta sẽ phải có một cái tinh thần giống như vậy. Thì lúc này chúng ta mới đủ cái tâm trí, chúng ta mới đủ cái sự hưng phấn, chúng ta mới đủ cái năng lượng, và chúng ta mới đủ cái sự tỉnh táo và trí khôn để chúng ta bắt đầu là gì các anh chị? Bắt đầu thiết kế cho cái năm là gì các anh chị? Cho năm 2022 của mình được các anh chị. Ok, vậy thì làm cách nào để mình có thể thiết kế năm 2022 đây? Thì Ấn sẽ kể cho các anh chị cái phương pháp để mình bắt đầu có thể thiết kế năm 2022 nha. Và thật sự tất cả những cái mà Ấn chia sẻ với các anh chị nãy giờ á, nó không phải là đơn thuần là cái trải nghiệm của Ấn, mà cái này nó là cái kiến thức mà Ấn được học từ rất là nhiều những cái người thầy. Và thật sự thì mình có cơ hội học được rất là nhiều những cái người thầy, không phải là chỉ ở Việt Nam mà còn là ở gọi là gì, những cái quốc gia khác nữa, và mình học được rất là nhiều các anh chị. Thì mình cũng mong muốn là gì, mình sẽ chia sẻ lại cho các anh chị một cái phần nào đó để mà các anh chị có thể là gì, à mình cũng sẽ thay đổi, hay là mình cũng sẽ cảm thấy có một cái phần nào đó mà nó có ích cho mình các anh chị. Vậy thì cái cách để mà các anh chị thiết kế nó nằm ở một cái câu chuyện các anh chị. Các anh chị biết cái bức tượng này không? À, các anh chị biết cái bức tượng này không các anh chị? À, cái bức tượng này là một trong những cái gọi là, có thể nói là một trong những cái kiệt tác của thế giới, một trong những cái tuyệt phẩm của thế giới các anh chị. Đó là bức tượng David. À, bức tượng này á các anh chị được tạo ra bởi một cái nhà, là gì các anh chị? Một cái nhà điêu khắc. Đó là gì các anh chị? Michelangelo các anh chị. Và các anh chị biết rằng là gì? Cái bức tượng David này á, nó rất là đẹp. Và rất là nhiều người là gì các anh chị, khi mà đi tới và ngắm nhìn cái bức tượng này các anh chị, thì người ta không thể rời mắt được các anh chị. Và đây là một kiệt tác của thế giới, nó được tạo ra bởi gọi là gì, bởi thợ điêu khắc, đó là Michelangelo các anh chị. Và cái bức tượng này các anh chị biết không, là nó được tạo ra từ một cái miếng đá cẩm thạch rất là lớn các anh chị. Nhưng mà có một cái điều đặc biệt các anh chị, là cái miếng đá cẩm thạch đó nó đã được tồn tại, nó cái miếng đá cẩm thạch đó được đặt ở Florentina các anh chị. Thì các anh chị hình dung là gì, là cái bức đá này nó đã có tuổi đời là 400 tới 500 năm tuổi trước khi mà Michelangelo dùng cái bức tượng đó, bức miếng đá đó và khắc lên cái tượng David các anh chị. Thì có rất là nhiều người sau khi mà thấy Michelangelo khắc lên được cái bức tượng đẹp như vậy các anh chị, thì ông này mới rất là nhiều người đặt ra cái câu hỏi cho Michelangelo các anh chị, đó là gì? Đó là tại sao mà ông có thể khắc được cái bức tượng đẹp giống như vậy? Tại sao cũng là cái miếng đá đó mà rất là nhiều người trước đây không nhìn thấy được cái vẻ đẹp của nó, không thể khắc ra được cái bức tượng tuyệt vời giống như ông? Cái câu trả lời của ông các chị, cái câu trả lời của ông rất rất là quan trọng, và nó là cái tiền đề cho rất là nhiều những cái sự thành công của những cái người gọi là gì, những cái người nổi tiếng sau này các chị. Các anh chị nghe kỹ câu trả lời của ông nha. Ông trả lời như này các anh chị. Đó là khi mà tôi nhìn vào bức tượng này á, thì tôi nhìn thấy rất là rõ hình hài của David. Và cái việc của tôi làm đơn giản là chỉ lấy ra những phần không thuộc về David các anh chị. Các anh chị hiểu cái ý của ông này không ạ? Cái ý của ông này là gì? Khi mà ông này nhìn vào cái bức đá này các anh chị, miếng đá này á, thì ông này đã nhìn thấy rất là rõ cái chân dung, cái hình hài của David. Và đơn giản rằng ông này chỉ lấy ra những cái phần mà không thuộc về David thôi các chị. Vậy thì cái sự thành công của mình, cái việc mà mình thiết kế năm 2022 các chị, nó cũng tương tự giống như vậy. Có nghĩa là gì? Mình sẽ phải biết rất là rõ là mình muốn gì ở năm 2022. Mình sẽ phải biết rất là rõ là mình muốn gì, mình sẽ phải nhìn thấy được nó các anh chị. Cái điều mà mình mong muốn, cái điều mà mình muốn nó xảy ra với cuộc sống của mình các anh chị, mình sẽ phải nhìn rất là rõ cái điều đó. Và khi mà mình đã nhìn thấy rõ được cái điều đó các anh chị, thì cái điều mà mình cần phải làm tiếp theo, đó là mình sẽ phải loại bỏ, mình sẽ phải nói không với những cái việc mà nó sẽ không giúp cho mình có thể đạt được cái điều mà mình muốn, không có giúp cho mình thấy được cái bức tranh mà mình đang thấy các anh chị. Mình phải loại bỏ tất cả những cái gì nó không thuộc và nó không giúp cho mình có thể đạt được cái điều mà mình mong muốn các anh chị. Đó là lý do tại sao mình đã có hai vế các anh chị.
Vế đầu tiên là thiết kế. Mình phải biết rất là rõ là mình muốn cái gì ở năm 2022 này. Và vế thứ hai, sau đó mình mới bắt đầu là gì các anh chị? Là kiến tạo nó. Mình mới bắt đầu loại bỏ đi những cái không thuộc về năm 2022 các anh chị. Bởi vậy, cái thời khắc này là thời khắc quá phù hợp luôn các anh chị. 2021 những giờ khắc cuối cùng, nó chưa phải là qua 2022, nhưng mà nó đã cận kề 2022 lắm rồi. Nó cực kỳ đẹp để mà mình có thể là gì? Ngồi xuống và mình bắt đầu thiết kế cho năm 2022. Để mà làm gì các anh chị? Để mà mình có thể biết rất rõ là mình muốn gì các anh chị. Nên cái điều này tại sao mà Ấn nói ngay từ đầu với các anh chị? À, cái nội dung này á, nó giống như là một cái điều thật ra bản thân mình đã làm những cái năm gần đây rồi các anh chị. Mình thường xuyên làm nó. Và tại sao mà cuộc sống của mình nó có thể thay đổi các anh chị? Nó từ chính những cái điều này. Các anh chị tin hay không tin thì cái điều đó nó vẫn đang xảy ra. Và nếu như mà các anh chị không tin thì các anh chị hãy thử nhìn lại những cái năm trước đây của mình đi các anh chị. Có phải rằng á là nó cũng na ná giống nhau không? Vậy thì các anh chị hình dung rằng là gì? Nếu như mà các anh chị muốn có một năm 2022 khác thì các anh chị phải làm một cái điều gì đó nó khác các anh chị. Các anh chị có biết một cái định nghĩa của một cái người thành công về người gọi là người điên rồ là gì không các anh chị? Cái người điên rồ á là cái người mà lặp đi lặp lại những cái công việc giống như nhau nhưng mà lại hy vọng rằng là có những cái kết quả khác nhau các anh chị. Đó là cái định nghĩa về người điên rồ các anh chị. Vậy thì các anh chị đừng bao giờ mình làm một cái người điên rồ các anh chị. Các anh chị đã thấy cái năm 2021 các anh chị làm nó cũng giống với năm 2020. Nó cũng giống với năm 2019. Các anh chị bắt đầu nó cũng không khác gì nhau các anh chị. Không có một cái bản thiết kế, không có những cái khoảng thời gian ngồi lại để mà tự nói chuyện với bản thân mình, tự xác định rõ được là gì các anh chị, là mình là gì các anh chị, mình muốn gì, mình thật sự đang theo đuổi điều gì các anh chị. Đó chính là cái lý do tại sao mà các anh chị không có những cái năm trọn vẹn và không có những cái năm rực rỡ. Vậy thì nghe lời ấm, tin ấn các anh chị. Là gì? Năm 2022 mình làm khác đi các anh chị. Ở cái thời điểm này các anh chị sẽ phải mở lòng ra các anh chị. Lý do tại sao các anh chị? Các anh chị hình dung rằng là gì? Khi mà các anh chị mình phải mở lòng ra, mình phải open mind, nó giống như cái cây dù mà nó bung ra vậy các anh chị. Các anh chị thấy ai mà người ta nhảy dù á mà cái cây dù mà nó không bung, cái dù mà nó đóng lại không các anh chị? Cái dù mà đóng lại là chỉ có rơi xuống và tan xác thôi các anh chị. Cái dù đó nó phải bung ra. Thì tương tự giống như cái não của mình đó các anh chị. Ở cái thời khắc hiện tại nè, các anh chị phải là gì các anh chị? Các anh chị phải mở nó ra. Mình mở cái tư duy của mình, mình mở lòng của mình. Nó giống như cái việc mà các anh chị mở dù, các anh chị thử bung cái dù các anh chị ra đi, để mà mình làm những cái điều này. Một số các anh chị nào mà nếu như mà các anh chị theo cái trường phái là gọi là những cái người thực tế, hay thậm chí là những cái người khó tính, thì nếu như mà chuẩn bị những cái mà ông nói ra này thì các anh chị sẽ không làm theo. Thậm chí là các anh chị xem đó là những cái điều mà nó không có kết quả gì, nó không giúp ích được gì cho mình thấy các anh chị. Vậy thì các anh chị quay lại với cái việc là gì các anh chị? À, những cái điều mà trước giờ các anh chị làm á, các anh chị đã thực sự hài lòng với nó chưa? Nếu như mà các anh chị thực sự chưa có hài lòng với nó thì các anh chị phải làm một cái gì đó khác đi. Và có thể rằng đây chính là cái điều mà nó khác đi. Và tất cả những cái gì ông nói với các anh chị nó không phải dựa trên là gì các anh chị? Những cái gì nó chỉ là lý thuyết suông. Mà tất cả những thứ này nó đều là gì các anh chị? Nó đều là những cái khoa học, nó đã được kiểm chứng, nó đã được cái câu chuyện thành công. Và việc của ông ở đây là mình kết nối nó với các anh chị, logic nó lại với các anh chị và đưa ra những cái gợi ý, những cái tiêu đề để giúp cho các anh chị có thể thực hiện được điều đó thôi các anh chị. Ok. Vậy thì nếu như mà chỉ một cái câu hỏi á là mình muốn gì, bạn muốn gì trong năm 2022 thì đôi khi nó rộng quá các anh chị. Đó là một cái phạm trù cuộc sống mà các anh chị. Một năm 365 ngày, ngắn thì nó không phải là ngắn mà dài nó không phải là dài các anh chị, nhưng mà nó là một cái khoảng thời gian cũng tương đối. Để mà nếu như bây giờ mình chỉ trả lời một cái câu bạn muốn gì á, đôi khi nó sẽ không có rõ ràng và đôi khi nó không có đi vào chi tiết được. Nhưng mà người ta nói rồi các anh chị, rõ ràng nó mới dễ dàng. Nên ngày mai ông sẽ đặt cho các anh chị những cái câu hỏi nó chi tiết hơn, nó đi sâu hơn vào gọi là gì các anh chị, vào những cái chi tiết và trực diện hơn. Nó sẽ yêu cầu cái bộ não của các anh chị, cái tư duy của các anh chị, cái tinh thần của các anh chị phải có cái sự đầu tư, phải có cái sự suy nghĩ thì nó mới ra được cái câu trả lời các anh chị. Và đó là cái việc mà các anh chị cần làm. Nên ấn đề nghị với các anh chị á là trong cái buổi tối ngày hôm nay, khi mà ấn đặt ra những cái câu hỏi này thì nó sẽ là những cái tiền đề để mà các anh chị có thể dùng chính cái phần comment này để mà các anh chị trả lời cho nó. Các anh chị có thể trả lời vào cái phần comment này. Tuy nhiên nó sẽ chỉ là cái tiền đề để ngày mai
Ấn đề nghị với các anh chị là ngày mai, hoặc là nếu như sau cái thời gian này, nếu như sau cái buổi ngày hôm nay mà mình vẫn còn kịp thời gian và các chị vẫn còn đủ cái năng lượng và sự tỉnh táo á, thì các anh chị có thể làm ngay trong đêm ngày hôm nay trước 12 giờ đêm hoặc là ngày mai. Nhưng ít nhất các anh chị phải có cho mình tầm khoảng là 1 tiếng tới 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Nếu như mà anh chị nào có thể làm tốt hơn thì có thể là 2 tiếng. Mình dành nó cho riêng bản thân mình ở một cái góc nào đó, có thể là ở một cái quán cà phê nào đó, hoặc nếu như mà các anh chị ở tỉnh mình không có có nhiều cái không gian giống như vậy, thì mình lấy một cái không gian nào đó trong gia đình của mình, hoặc là ở sân vườn của mình, một cái không gian nào đó mà nó có thể mang lại cái năng lượng tích cực cho mình, một cái không gian nào đó để mà mình có thể đi vào cái sự sâu lắng các chị. Đó là một cái nghi thức, đối với ông đó là một cái nghi thức các chị. Và sau khi mà nói với các chị thì ông cũng có là ông cũng sẽ phải là cái người làm cái điều này, và mình làm nó mỗi năm các chị. Mình sẽ phải có một cái khoảng thời gian để mà mình làm cái điều này cho chính bản thân mình các chị, và nó rất là cần thiết. Nên là mình sẽ phải nghiêm túc với cái điều này. Bao nhiêu các chị mình nghĩ rằng là mình sẽ làm được cái điều này thì các chị comment xuống dưới giúp cho ông nha. À mình comment xuống dưới nha. Ok các chị. Vậy thì câu hỏi đầu tiên mà muốn đặt ra cho các anh chị đó là gì? 5 điều lớn nhất mà bạn muốn đạt được trong năm 2022 là gì? Ở cái thời điểm hiện tại, các anh chị có thể dành một cái khoảng thời gian để mình suy nghĩ, mình phát thảo ra những cái ý tưởng cơ bản nhất, và các anh chị comment xuống dưới đây giúp cho. À, những cái sự comment của các anh chị, thứ nhất nó là cái sự phát thảo cho các anh chị để ngày mai khi mà các anh chị viết một cách nghiêm túc nó sẽ đầy đủ ý hơn. Và cái thứ hai là khi mà các anh chị comment như vậy thì những cái người khác, những cái người bạn của chúng ta khi mà tham gia cái Zoom này, người ta cũng có thể lấy đó làm cái ý tưởng để mà người ta có thể là gì các anh chị, à người ta có thể phát thảo cho cái bức tranh của họ các anh chị. Ok, những cái điều mà lớn nhất mà mình muốn đạt được trong năm 2022 này, nó có thể là về sức khỏe, về gia đình, về tài chính, về sự nghiệp các anh chị. À ví dụ như nào là một cái câu hỏi, một cái ví dụ như về sự nghiệp đó là như nào. Nếu như sau này mà có ai mà đặt cho các anh chị một cái câu hỏi đâu á là đỉnh điểm trong sự nghiệp của bạn, à thì mình có thể trả lời với họ là gì? Mình không cần phải suy nghĩ mà mình có thể nói ngay là gì các anh chị, là năm 2022 chẳng hạn như vậy các anh chị. Những cái mà mình viết xuống các anh chị, nó phải thật sự là những cái gì các anh chị, những cái động lực mà nó có thể lôi mình dậy khỏi giường vào lúc 5 giờ sáng, dù có trời lạnh tới đâu đi nữa, dù có mệt tới đâu đi nữa các anh chị. Nó là những cái động lực, những cái điều mà mình muốn các anh chị, nó phải có thể lôi mình dậy khỏi giường các anh chị. Và nó sẽ phải là cái mà khi mà mình gặp những cái thất bại, khi mà mình gặp những cái khó khăn, khi mà mình gặp những cái thử thách các anh chị, mình có thể lôi nó ra, mình đọc lại nó các anh chị, mình phải viết xuống. Tại vì sao các anh chị? Bộ não của mình nó là nó mỗi ngày nó phải ghi nhớ thông tin mới liên tục, nên nó dùng một cái khả năng đó là gì các anh chị, là làm mờ nhạt dần những cái ký ức cũ để mà có chỗ cho những cái ký ức mới các anh chị, và nó sẽ làm cái điều đó liên tục. Nên nếu như ngày hôm nay các anh chị đang có một cái ký ức rất là mạnh mẽ với cái buổi ngày hôm nay về những cái điều mà chúng ta đang nói tới đây, nhưng mà nếu như mà các anh chị chỉ dừng lại nó ở cái việc là mình cho bộ não của mình ghi nhớ thông tin, thì ngày mai với những cái dự kiện sắp tới của ngày mai và những cái ngày sau đó và những tuần sau đó, những tháng sau đó, nó sẽ làm mờ dần đi cái ngày hôm nay. Giống như rất là nhiều các anh chị có phải rằng là gì? Mình đã nhớ một cái khoảnh khắc nào đó của cách đây 5 năm, 10 năm, nhưng mà sao các anh chị? Nó không có đặc sắc, nó không có sống động, nó không có rõ nét, mà nó bị mờ các anh chị. Đơn giản vì sao các anh chị? Bộ não của mình nó đang phải quên dần những cái điều đó để mà nó ghi nhớ những cái thứ mới các anh chị. Vậy thì một trong những cái cách tốt nhất để mình có thể làm cho nó luôn luôn sống động, làm cho nó không bao giờ bị quên lãng các anh chị, đó là mình phải ghi xuống các anh chị. Nên là các anh chị phải có một tờ giấy thật đẹp các anh chị, một thậm chí là một cuốn sổ thật đẹp để mà các anh chị có thể viết xuống những cái điều này các anh chị. Những 5 điều lớn nhất mà mình muốn đạt được trong năm 2022 là gì? Những cái điều này á, không có cái áo nào á là tất cả mọi người đều mặc vừa, không có cái quần nào là tất cả mọi người đều mặc vừa, và cũng không có đôi giày nào là tất cả mọi người đều mặc vừa các anh chị, mình đều mang vừa hết. Có nghĩa là gì các anh chị? Cái điều đó nó vừa vặn với mình nhất, nó phù hợp với mình nhất, là đẹp nhất, là tốt nhất các anh chị. Cái điều mà các anh chị mong muốn, không nhất thiết là mình phải so sánh nó với cái người này, không nhất thiết mình phải so sánh nó với cái người kia. Ồ sao cái anh đó ảnh cái điều mà ảnh mong muốn nó hoành tráng như vậy, mà bản thân mình cái điều mình mong muốn nó bình thường quá, mình cảm thấy nó xấu hổ, mình cảm thấy quê các anh chị. Không có các anh chị, chỉ cần mình cảm thấy đó là cái việc mà nó phù hợp nhất với mình thì cái điều đó là điều tốt nhất rồi các anh chị. Nên là các anh chị lưu ý cái chỗ này nhé. 5 điều lớn nhất mà mình muốn đạt được trong năm 2022,
Thứ hai các anh chị, cái câu thứ hai này các anh chị, đâu là điểm nhấn của năm 2022 để mà khi mà nhìn lại từ 30 năm sau, các anh chị có nhớ được những cái sự kiện, những cái điều độc đáo, những cái điều đặc biệt mà nó xảy ra cách đây 10, 20 năm của các anh chị không? Có một số các anh chị sẽ nhớ, bởi vì nó là những cái sự kiện quá đặc biệt mà các anh chị không thể nào quên được. Ví dụ như bây giờ ông hỏi các anh chị nè, vào năm 2009 có một cái điều gì đặc biệt mà các anh chị nhớ được không? Nếu như bây giờ mình lần mò về quá khứ, mình nhớ về năm 2009 thì dường như là sao các anh chị? Dường như nó không có một cái dấu ấn nào, nó không có một ký ức nào để mà mình có thể gọi tên nó được các anh chị. Bởi vì nó không có một cái điểm nhấn. Cái điểm nhấn ở đây á các anh chị, nó không có đơn thuần là về mặt tiền bạc các anh chị. Tiền nó chỉ là một về mặt phương tiện thôi. Tiền nó có thể giúp cho mình có cái cảm xúc lúc đó, hoặc là nó có thể kéo dài vài tuần, vài tháng. Nhưng mà để nói là vài năm hoặc là vài chục năm các anh chị, thì tiền nó không có giúp cho mình làm được cái điều đó. Nó phải là một cái gì đó mà nó rất là cảm xúc. Khi mà mình nhắc tới cái năm đó, khi mà mình nhớ về cái sự kiện đó, thì nó là gì các anh chị? Làm cho da gà mình nổi lên, tự nhiên làm cho cái khóe miệng của mình đó các anh chị, nó nhếch ra một cái nụ cười, và nó là một cái nụ cười hạnh phúc. Cái mắt của mình khi mà nhớ về cái sự kiện đó các anh chị, khi mà mình nhìn về cái sự kiện đó, nó ánh lên một cái ánh mắt mà nó rất là khác và nó rất là sáng các anh chị. Vậy thì cái điều đó nó chỉ xảy ra khi mà đó là một cái sự kiện mà nó có tính cảm xúc, nó tạo ra những cái giá trị về mặt thăng hoa, về mặt hạnh phúc các anh chị, và nó sẽ là một cái điểm nhấn. Vậy thì năm 2022 này các anh chị muốn, có muốn một cái điểm nhấn như vậy không? Để 30 năm sau khi á, mà con của mình, khi mà cháu của mình hỏi rằng là gì? Ba đã sống 60, 70 năm trên cuộc đời này rồi, thì đâu là cái năm mà ba nhớ nhất? Đâu là cái năm mà ba không bao giờ quên được? Thì mình sẽ không ngần ngại và mình nói rằng là gì? Đó là năm 2022. Không cần suy nghĩ mà mình nói ngay luôn các anh chị, đó là năm 2022. Vậy thì cái điểm nhấn đó là điểm nhấn gì? Mỗi người sẽ có một cái điểm nhấn khác nhau các anh chị, và các anh chị phải tìm cho ra cái điểm nhấn này. À, đó là một cái lưu ý quẩn dành cho các anh chị nha. Rồi, tiếp theo các anh chị, cái câu hỏi tiếp theo mà các anh chị cần phải đặt ra và mình phải trả lời cho ngày mai các anh chị, đó là gì? Điều gì sẽ xảy ra trong năm để ba mẹ và gia đình có thể tự hào về mình các anh chị? Điều gì sẽ xảy ra trong năm 2022 để ba mẹ và gia đình có thể tự hào về mình các anh chị? Các anh chị phải thừa nhận một điều rõ ràng, ba mẹ của chúng ta không bao giờ sống đời được với mình các anh chị. Và một trong những cái điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời luôn luôn là gì các anh chị? Mình còn có ba mẹ các anh chị. Mình còn có ba mẹ, đó là điều hạnh phúc nhất rồi các anh chị. Dạo gần đây á, gần Tết mình bắt đầu nghe những cái nhạc xuân rồi này nọ các kiểu các anh chị, thì mình ngay lập tức là khi mà mình nghe một cái bài nhạc nào, cái cảm xúc của mình nó đều dâng trào. Bởi vì sao các anh chị? Mình có thời gian để mình ở bên ba mẹ, mình được về quê với ba mẹ các anh chị. Và sau cùng thì một trong những thứ quan trọng nhất với mình các anh chị, một trong những thứ mà mình sẽ muốn có nhất, ví dụ như sau này vào những cái giờ khắc cuối cùng, những cái giờ khắc quan trọng nhất, thì cái người mà mình muốn ở bên cạnh là ai các anh chị? Đó là ba mẹ của mình, đó là gia đình của mình thôi các anh chị. Vậy thì các anh chị hình dung rằng là gì? Trước đây á, khi mà vào năm ngoái, ông có nhận được cái tin nhắn của một chị đại lý của BCI các anh chị. Đó là gì các anh chị? Đây là cũng là một cái chị đại lý rất là thành công của BCI, là một cái đại lý leader rồi các anh chị, và có những cái kết quả và những cái thành quả rồi. Thì chị có nói với một câu như này nè các anh chị, đó là gì? Chị biết tới BCI trễ quá, chị thành công trễ quá. Và cái mà chị áy náy nhất ở thời điểm hiện tại, cái mà nó sẽ là ăn năn và một cái khắc khoải suốt cuộc đời chị á, đó là chị chưa kịp làm gì có giá trị cho ba mẹ của mình. À, nên là sao các anh chị? Cái sự thành công của mình đôi khi nó phải có một cái lực ép, nó phải có một cái lực đẩy, chứ nó không thể nào mà các anh chị cứ để nó theo tự nhiên được các anh chị. Và một trong những cái động lực lớn nhất, một trong những cái lực ép, lực đẩy lớn nhất các anh chị, nó nên thuộc về ba mẹ của các anh chị. Nó nên được quyền thuộc về ba mẹ của các anh chị. À, đúng các anh chị, những đấng sinh thành của chúng ta. À, nên là gì các anh chị? Phải thành công trước khi là gì các anh chị? Trước khi mà ba mẹ mình già đi. Đó luôn luôn là cái điều mà ai ấn nghĩ cũng sẽ phải khắc khoải và luôn luôn nghĩ tới. Vậy thì không chờ tới khi chúng ta thành công, chúng ta mới làm một cái điều gì đó có ý nghĩa cho ba mẹ của mình. Đôi khi các anh chị, đối với ba mẹ của mình, cái
cái tiền bạc nó chỉ là một phần nào đó. Có những cái giá trị mà đối với những cái người thân yêu của chúng ta, những cái người mà đã suốt bao nhiêu năm qua bảo vệ chúng ta các anh chị, tiền không mua được các anh chị. Ví dụ như ở đây có thể là gì các anh chị, một cái chuyến đi xa cùng với con cái. Các anh chị biết không, ông ngoại Quấn nè, ông ngoại Quấn là 90 mấy tuổi rồi. Các anh chị biết vào cách đây 3 năm đó, khi mà mình hỏi ông ngoại của mình đó, là ông ngoại của mình muốn gì nhất. Tại vì ông ngoại vẫn đẹp lão lắm, cực kỳ đẹp lão luôn. Bây giờ là 90, 95 tuổi rồi. Cách đây 2-3 năm mình mới hỏi ông ngoại của mình cái câu đó. Thì ông ngoại vẫn nói một câu giúp thôi. Đó là muốn được ra Hà Nội, muốn được tới gặp Lăng Bác Hồ các anh chị. Và cả nhà đều cười và nghĩ rằng là gì các anh chị, cái điều đó là cái điều hiển nhiên sẽ làm được. Và ông yên tâm sẽ thực hiện được. Và sau đó thì nó tiếp theo cuộc vui và mọi người quên đi các anh chị. Nhưng mà ông tin rằng đó không không phải là cái câu nói bâng quơ của ông ngoại. Một cái người 92, 93 tuổi các anh chị mà nói ra một cái điều mà con cháu hỏi rằng là dạ, muốn làm cái điều gì nhất trước khi mà qua đời, thì nói rằng là dạ, muốn được ra Hà Nội thấy được Lăng Bác Hồ các anh chị. Thì ông nghĩ rằng đó là một cái câu nói rất là nghiêm túc, đó là một cái mong muốn thật sự của ông các anh chị, chứ không phải rằng là gì các anh chị, chỉ là một cái câu nói cho vui. Nhưng cái điều đau lòng là gì các anh chị biết không, chỉ sau đó vài tháng thôi các anh chị, thì ông ngoại bị té và không có thể đi được các anh chị, chỉ có thể nằm một chỗ thôi các anh chị. Và coi như là gì các anh chị, cái điều mà ông mong muốn nhất đó, cái điều mà tưởng chừng là gì các anh chị, không có thể là nói chung là bình thường rất là dễ thực hiện, nhưng mà bây giờ nó cũng trở nên khó khăn các anh chị. Nên đôi khi các anh chị, mình cứ nhìn về phía trước, nhưng mà đôi khi mình phải nhìn về phía sau. Mình phải nhìn về ba mẹ của mình. Mình đôi khi mình phải dành thời gian cho những cái đấng sinh thành của mình phải trò chuyện với họ. Mình phải suy nghĩ về việc là gì. Đôi khi không phải là tiền các anh chị, mà nó là gì các anh chị, đó là gì. Mình hãy thử xem thử, nếu như năm 2022 này, ngay năm nay các anh chị, không cần phải chờ tới năm nào hết, 2022, mình nếu mà mình có thể làm một cái điều gì đó để ba mẹ và gia đình của mình có thể tự hào, thì đó là điều gì các anh chị? Nó không phải là những cái gì mà đau to búa lớn đâu các anh chị. Đôi khi nó chỉ là gì? Một cái chuyến đi về quê, một cái chuyến mà gặp lại những cái người bạn từ thuở xưa, hoặc là đưa ba mẹ của mình về cái nơi mà ba mẹ mình đã từng gặp nhau, hoặc là gì các anh chị, hoặc là tới một cái nơi kỷ niệm của ba mẹ mình, hoặc là tới một cái thành phố, một cái quốc gia, hoặc đơn giản ăn một cái món nào nó đúng gốc ở đó thôi các anh chị. Các anh chị hãy suy nghĩ về cái điều này. Các anh chị hãy tìm cho ra cái câu trả lời của mình. Điều gì xảy ra trong năm để ba mẹ và gia đình của mình có thể tự hào về bản thân mình? Các anh chị hãy nghiêm túc trả lời cho mình cái câu hỏi đó nhé. Rồi, tiếp theo các anh chị. Thử thách nào lớn nhất trong năm cần phải vượt qua để có thể phát triển bản thân các anh chị? Có người đó các anh chị, mình phát triển là nhờ những cái thử thách các anh chị. Nếu như mà đường đời mà bằng phẳng thì anh hùng hào kiệt há hơn ai, đúng không các anh chị? À, phải là những cái thử thách, phải là những cái khó khăn, phải là những cái trở ngại á, thì lúc đó mới là gì các anh chị, mới tôi luyện được bản thân chúng ta được. Nó có một cái cuốn sách kinh điển là gì các anh chị, một cái cuốn tiểu thuyết kinh điển là gì, Thép Đã Tôi Thế Đấy mà các anh chị. À, vậy thì các anh chị hình dung rằng là gì, à, khi mà mình có một cái thử thách nào đó, mình cảm thấy phải cảm thấy vui, mình phải cảm thấy háo hức. Nếu như mình có một cái điều gì đó mà năm 2021 mình chưa vượt qua được, và mình cảm thấy nó là một cái điều rất là quan trọng với mình, vậy thì mình hãy đưa nó vào năm 2022. Mình phải bằng mọi cách mình vượt qua được nó các anh chị. Vậy thì cái thử thách nào sẽ là lớn nhất trong năm mà mình cần phải vượt qua để có thể phát triển bản thân của mình? Mình phải đặt ra cái câu hỏi này để mình tìm được câu trả lời các anh chị. Khi mà các anh chị nhắm rồi, mình đầu tiên mình phải nhắm là các anh chị, mình phải thiết kế cái đã các anh chị, mình phải biết là mình muốn cái gì cái đã các anh chị, và cái câu trả lời của mình nó phải rất là cụ thể. Ví dụ như ở đây mình đặt ra cái câu á là vượt qua giới hạn của bản thân, thì nó tốt rồi, nhưng mà nó chưa có cụ thể các anh chị. Vượt qua giới hạn của bản thân cụ thể là giới hạn gì của bản thân các anh chị? À, mình phải rất là clear cái điều đó. Cái bản thiết kế của mình nó phải rất là rõ ràng các anh chị, thì lúc đó mình mới có thể từ cái bản thiết kế đó mà mình kiến tạo được các anh chị. Còn nếu mà nó vẫn chưa rõ ràng thì rất là khó. Đó, đây là vượt qua chính bản thân mình, nó phải clear ra các anh chị. Một cái kỹ năng nào đó hay là một cái thử thách nào đó, nó nói về cái mặt thời gian, nó nói về cái mặt số lượng hay nói về cái mặt chất lượng. Ví dụ như vậy,
À, ví dụ như ở đây mình nói rất là rõ, vượt qua sự nhút nhát của bản thân chẳng hạn như vậy các anh chị. Vậy thì đó là một cái thử thách, mình sẽ phải phải viết nó ra rất là rõ ràng các anh chị nha. Rồi, ok. Tiếp theo mình sẽ phải là gì các anh chị? Sự kiện nào trong năm sẽ gây ngạc nhiên cho mọi người? Các anh chị tưởng tượng đây là cái thời khắc cuối năm 2022. Đây là thời khắc cuối cùng của năm 2022. Tết mà các anh chị, mình sẽ gặp bạn bè. Tết mình sẽ gặp lại những cái người thân quen sau một năm mình chưa gặp lại. Có thể là người thân, thậm chí đó là ba mẹ của mình. Và khi mà những người thân, ba mẹ hoặc thậm chí bạn bè, những cái người xung quanh người ta gặp lại mình sau một năm các anh chị, à vào ngày 30 của năm 2022 người ta gặp lại mình và người ta phải wow lên. Wow, mày á hả? Wow, anh á hả? Chị á hả? Trời ơi, sao mà một năm mà thay đổi nhiều quá dữ vậy? Không nhận ra đâu. Vậy thì cái điều mà sẽ làm cho mọi người ngạc nhiên sẽ là sự kiện gì đây? Các anh chị phải rất là rõ ràng, các anh chị phải thiết kế được cái sự kiện này cho các anh chị. Các anh chị phải giống như là mình đang ở cái thời khắc cuối cùng của năm 2022 vậy các anh chị. Để mà các anh chị có thể nhìn thấy được cái sự kiện nào sẽ là cái sự kiện mà nó gây ngạc nhiên cho mọi người. Có thể là cái sự kiện đó nó liên quan tới tài chính, liên quan tới sự nghiệp, liên quan tới vóc dáng, liên quan tới sức khỏe, liên quan tới kiến thức, liên quan tới trải nghiệm hay liên quan tới bất cứ một cái điều gì. Các anh chị hãy suy nghĩ và mình cho mình một câu trả lời. Một số cái điều ở trong đây có thể nó giống nhau. À, nó không quan, nó không sao hết các anh chị, bởi vì cái điều đó là cái điều mà các anh chị thường suy nghĩ về nó nhất. À, tuy nhiên các anh chị cần phải dành thời gian một cách nghiêm túc để mà mình có thể suy nghĩ nó các anh chị. Cái thử thách ở đây có thể là gì các anh chị? À, ví dụ như các anh chị có một cái thử thách là dậy 5 giờ sáng liên tục trong vòng 365 ngày, hoặc là một ngày các anh chị bước 10.000 bước chân, hoặc là các anh chị sẽ bớt ăn thịt lại, hoặc là các anh chị sẽ chạy 42 km, hoặc là các anh chị ăn rau củ quả nhiều hơn hay như thế nào đó, bất cứ một cái gì các anh chị có thể xem đó là một cái thử thách của bản thân mình. Rồi, tiếp theo các anh chị, chuyến du lịch nào trong năm 2022 bạn muốn thực hiện nhất? Giống như ông thấy được rồi, tổng đại lý Quốc Vũ và Lý Nguyễn đúng không? Có thực hiện một cái chuyến đi 10 ngày ra miền Bắc. Thì có thể rằng là gì? Đó là cái chuyến du lịch mà đối với các bạn trong năm 2021 là cái sự kiện, cái chuyến du lịch mà các bạn muốn thực hiện nhất. Và nếu như mà cái chuyến du lịch này nó không phải là tự phát, mà nó là một cái ý tưởng, nó là một cái dòng viết xuống của năm 2020 á, thì nó còn đẹp hơn rất là nhiều các anh chị. Lý do tại sao ạ? Tại vì mình sẽ có trọn vẹn 365 ngày của năm 2022, 365 ngày của năm 2021 để mình nghĩ về cái chuyến đi đó các anh chị. Mình muốn đi đến đâu? Mình muốn đi với ai? Mình muốn đi vào cái thời điểm nào? Đôi khi các anh chị không phải là tới một cái nơi nào mà nó xa hoa tráng lệ, mà nó có thể là gì các anh chị? Ví dụ như anh chị nào mình chưa có tới Hà Nội, mình chưa có đi vào phố cổ, thì mình có thể là gì? Đặt một cái mục tiêu là chuyến du lịch tới Hà Nội, tới những phố cổ, ăn được tất cả những cái món ăn ở đó. Hoặc là Sài Gòn cũng vậy các anh chị, Sài Gòn có rất là nhiều những cái ẩm thực, có rất là nhiều cái ăn uống. Thì các anh chị có thể đặt một cái mục tiêu là mình có một cái chuyến du lịch cùng với gia đình của mình tới Sài Gòn chẳng hạn như vậy. Vậy thì đối với các anh chị có một cái chuyến du lịch nào mà các anh chị mong muốn thực hiện nhất trong năm 2022 chưa? Các anh chị comment xuống dưới giúp chấn. À, các anh chị muốn đi đâu? Tại sao các anh chị lại muốn tới đó? Các anh chị muốn tới đó cùng với ai? Và các anh chị muốn trải nghiệm cái chuyến đi đó như thế nào? Theo phong cách ra sao? Nếu được, các anh chị hãy hình dung và viết nó xuống giúp chấn. Để mà làm gì các anh chị? Để mà những năm sau đó, khi mà nhớ lại những một trong những cái chuyến đi mà nó đáng nhớ nhất của mình, không ngần ngại các anh chị, đó là mình nói ra, đó là gì các anh chị? Đó là cái chuyến du lịch của năm 2022. Đi đâu đó chẳng hạn, đó, nó sẽ rất là ý nghĩa và nó sẽ rất là nhớ các anh chị. Viết xuống các anh chị, mình phải viết xuống. Đôi khi khi mà một số các anh chị viết những cái điều này nè, nó sẽ có hai cái trạng thái nha. Cái trạng thái đầu tiên á, viết xong cười vui hớn hở, viết xong cảm thấy là nhẹ nhàng, viết xong viết xuống là gì các anh chị? Cảm thấy á, là đơn giản không có gì. Thì đôi khi các anh chị phải xem lại, bởi vì có thể những cái mà các anh chị viết xuống nó chưa phải là những cái sâu thẳm nhất ở bên trong các anh chị mong muốn.
Khi nào mà các anh chị viết á, mà các anh chị cảm thấy là cái mồ hôi của các anh chị nó bắt đầu là hơi hơi lấm tấm này, tay của các anh chị mồ hôi tay này, các anh chị viết mà nó run run, các anh chị không muốn viết xuống, bởi vì các anh chị nghĩ rằng là nó không có thành sự thật được. Bởi vì á, là các anh chị thấy rằng là trước giờ có bao giờ làm được nó đâu, bởi vì các anh chị cảm thấy nó sao mà nó xa vời quá. Thì khoan, đó chính là những cái điều mà các anh chị cần phải viết xuống ngay các anh chị. Những cái gì mà nó dễ dàng đạt được quá thì nó cũng không nên, à nó cũng chưa chắc là nó nên có trong cái bức tranh này của các anh chị. Nhưng mà những cái gì mà các anh chị viết xuống mà các anh chị cảm thấy khó khăn, các anh chị không tin, các anh chị không nghĩ là nó có thể thực hiện được, thì các anh chị hãy cứ viết xuống các anh chị, bởi vì đó mới chính là những cái điều mà các anh chị đang đi tìm kiếm, và đó chính là những cái điều mà nó cần phải được thực hiện các anh chị. Và các anh chị hình dung là gì? Đến cả cái việc viết xuống, có nghĩa là gì? Đến cả cái dũng khí để mà chỉ đơn giản là viết nó xuống một tờ giấy mà mình còn không đủ dũng khí để mà mình viết xuống, thì lấy đâu ra dũng khí để mà mình thực hiện và hoàn thành nó được các anh chị? Không được các anh chị. Nên là hãy mạnh dạn viết nó xuống các anh chị. Một cái gọi là gì các anh chị? À các anh chị cứ thử hình dung đi, là những cái công trình mà cao nhất trên thế giới, những cái kỳ quan của thế giới, khi mà nó nằm ở cái mặt ý tưởng, khi mà nằm ở cái dạng thiết kế, thì tất cả đều là điên rồ các anh chị. Tất cả những cái đó đều là ảo tưởng, tất cả những cái đó đều là không khả thi. Và người ta có một câu nói là gì? Mọi chuyện đều trông có vẻ là bất khả thi cho tới khi nó hoàn thành các anh chị. Tất cả những cái gì mà các anh chị viết xuống ở cái tờ giấy, ở cái thời khắc này, đều trông có vẻ bất khả thi cho tới khi vào cuối năm 2022 nó được hoàn thành các anh chị. Nên hãy cứ viết xuống nha các anh chị. Đó là một cái lưu ý quẩn dành cho các anh chị. Thành tựu nào trong năm sẽ được xem là ngoại hạng các anh chị. Ngoại hạng có nghĩa là sao các anh chị? Không được xếp hạng. Ngoại hạng có nghĩa là nó ngoài cái sự hình dung của chúng ta. Vậy thì cái thành tựu nào mà các anh chị mong muốn đạt được nhất trong năm để mà nó có thể được coi là gì các anh chị? Coi là ngoại hạng các anh chị. Nó vượt qua những cái giới hạn của bản thân các anh chị. Nó vượt qua những cái gì mà các anh chị có thể hình dung. Nó vượt qua những cái mà gì các anh chị? Những cái mà những người khác có thể tưởng tượng được. Các anh chị thấy không? Rõ ràng ở trong đây Ấn đâu phải chỉ có nói những cái điều về BC đâu. Tại vì thật ra là gì các anh chị? BC nó là một cái công cụ, nó là một cái phương tiện, và nó là một trong những cái công việc của chúng ta, và nó là một trong những cái thành phần của cuộc sống của chúng ta thôi các anh chị. Cuộc sống của mình không phải chỉ có một mình BC, mà nó có rất là nhiều những cái yếu tố khác nữa. Và nó có rất là nhiều cách để mà chúng ta có thể làm cho cuộc sống của mình hạnh phúc. Nó có rất là nhiều yếu tố để nó làm cho cuộc sống của chúng ta nó trở nên trọn vẹn các anh chị. Chứ không phải đơn thuần nó chỉ là tài chính, nó không phải đơn thuần nó chỉ là tiền bạc các anh chị. Tất nhiên tài chính và tiền bạc nó rất là cần thiết. Nhưng mình hãy phân bổ thời gian của mình, mình hãy phân bổ tâm trí, trí lực của mình cho những điều khác nữa các anh chị. Đôi khi cái sự hạnh phúc, cái sự bình yên các anh chị, nó đến từ những cái điều nhỏ nhặt nhất thôi. Nhưng bất cứ một cái sự nào, cái công việc nào, nó cũng cần phải có cái sự vun đắp, nó cũng cần có cái sự tập trung, nó cũng cần có cái việc mà mình bỏ cái thời gian, tâm huyết và công sức ra để đạt được nó hết các anh chị. Và thì tất cả những cái điều này nè, nó đều là những cái điều mà chúng ta nên suy nghĩ một cách nghiêm túc cho năm 2022 các anh chị. Đó thật sự là một cái điều mà mong muốn các anh chị. Cái chủ đề ngày hôm nay Ấn nói nó không phải gói gọn trong những cái phương pháp, những cái cách thức bán hàng ở trong BC. Bởi vì Ấn nghĩ rằng là gì các anh chị? Những cái điều đó thì các anh chị đã quá giỏi, hoặc là các anh chị đang được học từ những cái người giỏi nhất, những cái người đang làm nó mỗi ngày, đó chính là các anh chị đại lý leader của chúng ta, đó là tổng đại lý chi nhánh, tổng đại lý vùng rồi. Nhưng ngày hôm nay Ấn cũng không dám nói là mình giỏi hay là mình như thế nào. Nhưng Ấn xin phép trong một cái thời khắc đặc biệt như thế này, được là một cái người kết nối các anh chị với chính năm 2022 của các anh chị thông qua những cái câu hỏi này, thông qua những cái tiêu đề này, để mà các anh chị có thể tìm thấy được chính trong bản thân mình, và bản thân Ấn cũng sẽ tìm thấy được trong chính bản thân mình cho năm 2022 các anh chị nhé. Rồi, một cái lưu ý của Ấn, đó là lý do tại sao mà Ấn cần nói với các anh chị là ngày mai nhất định mình phải dành ra 2 tiếng các anh chị, 2 tiếng để mà mình nói chuyện với bản thân của mình, 2 tiếng để mà mình dành cho chính bản thân mình. Bởi vì mình biết rằng là gì sao? Mình biết rằng là gì các anh chị? Sau 2 tiếng đó thì mình sẽ lao ra bên ngoài. Sau 2 tiếng đó thì mình sẽ nỗ lực rất nhiều, mình sẽ làm rất nhiều, mình sẽ hướng về bên ngoài nhiều hơn.
là mình hướng vào bên trong các anh chị. Nên ít nhất trước khi mà mình khởi đầu, trước khi mình bước ra khỏi cửa nhà của mình, thì mình phải tươm tất, mình phải gọn gàng, mình phải biết chắc rằng là gì các anh chị, mình đang ở cái trạng thái tốt nhất. Nên ít nhất các anh chị mình phải dành ra 2 tiếng đồng hồ cho mình. Và cái điều mà khuyến khích các anh chị nên làm đó là mình cần phải có một cái bản vision board các anh chị. À, nhiều người thì người ta gọi là dream board. Bản thân mình đó thì mình muốn nói một cái từ khác, đó là vision board các anh chị. À, chứ không phải đơn thuần đó là mơ mộng các anh chị, nó không phải là mơ mộng, mà nó là một cái bản tầm nhìn, một cái bản sứ mệnh của mình các anh chị. Nó có hình ảnh, có nghĩa là dựa trên những cái mà các anh chị viết xuống, nó nằm ở dạng câu chữ. Đôi khi nó chưa có mang lại cảm xúc tốt nhất cho các anh chị. Các anh chị phải tin rằng cái này là khoa học, có nghĩa là gì? Không ai trong cuộc sống này có thể sử dụng hết được sức mạnh của bộ não của mình hết. Năng lực của con người là vô hạn các anh chị. Một người nếu như mà theo đúng cái nghiên cứu của khoa học á, là mình đối với cái não và tim của mình đó các anh chị, mình có thể lặn sâu dưới nước ít nhất là 5-7 phút các anh chị, nhưng không ai làm được cái điều đó hết. À, người ta chỉ có thể làm được vài chục giây hoặc là vài phút thôi các anh chị, bởi vì người ta sợ. Đó là mình, có nghĩa là mình sẽ phải hiểu rằng là gì? Bộ não của mình, cái khả năng của con người của mình đó, nó có thể làm được nhiều hơn. Vậy thì các anh chị hình dung là gì? Nó trong có rất là nhiều những cái loại sức mạnh. Thì mình trước đây mình đã nghe tới sức mạnh, quyền lực này nọ các kiểu rồi. Có một ấn tượng đọc cái cuốn sách nó có tên là gì các anh chị? Sức mạnh của ngôn từ. À, ngôn từ nó cũng có sức mạnh nha các anh chị. À, ngôn từ nó có sức mạnh nha các anh chị. Và bây giờ các anh chị sẽ biết thêm một cái loại sức mạnh. Đôi khi các anh chị đã biết tới nó rồi nhưng mà các anh chị không sử dụng nó. Và nó là khoa học các anh chị. Đó là gì? Sức mạnh của trí tưởng tượng các anh chị. Các anh chị comment xuống dưới giúp cho ấn đi các anh chị. Trí tưởng tượng các anh chị. Cái bộ não của mình đó các anh chị, nó có sức mạnh đó các anh chị. À, vậy thì một trong những cái cách tốt nhất để các anh chị có thể khai thác được cái sức mạnh của trí tưởng tượng các anh chị, nó có là gì các anh chị? Nó có đậm độ, nó có cường độ, nó có cái độ sắc nét và nó có cái độ lập các anh chị. Vậy thì các anh chị hình dung rằng là gì? Khi mà các anh chị làm một cái vision board như thế này nè, các anh chị hãy sưu tập những cái tấm hình mà nó phù hợp với lại là cái bức tranh ước mơ nhất của các anh chị, nó phù hợp với lại là cái điều mà các anh chị mong muốn đạt được nhất. Và đối với cái vision board này thì ấn khuyên các anh chị một điều là các anh chị nên làm nó cho 3 năm. Có nghĩa là gì? Ví dụ như ngày mai là ngày 1 tháng 1 2022, thì các anh chị sẽ làm cái vision board này cho năm 2022, 2023 và 2024, tức là cứ 3 năm thì mình lại làm một cái vision board lại các anh chị. À, mình sẽ làm một cái bức tranh lại các anh chị. Và à, rất là nhiều các anh chị mình sẽ suy nghĩ là như này nè các anh chị, đó là gì? Trời ơi, bây giờ tôi đã sống 40-50 tuổi rồi, trước giờ có bao giờ làm cái này đâu. Hoặc một số các anh chị là những cái người mà mình thuộc cái kiểu khó tính, là những cái người hướng nội, là những cái người mà mình không có đi về cái hướng ngoại nhiều lắm, không có đi về cảm xúc nhiều lắm, thì mình nhìn thấy cái này mình cảm thấy ngượng ngạo. Nhưng các anh chị tin lắm đi, cái này nó là khoa học. Và cái này nó đã được làm đi làm lại rất là nhiều ở nước ngoài các anh chị biết không? Là người ta có những cái chương trình, người ta có những cái ngày hội để mà mỗi người người ta có thể thiết kế lên cái vision board này nè các anh chị. À, nó có những cái lớp học để giúp cho mọi người có thể thiết kế lên cái này, và nó có những cái kỹ năng để dạy cho mọi người cách thiết kế cái vision board này các anh chị. Bởi vì nó có thể làm cho mình có thể làm được rất là nhiều các anh chị. Khi mà các anh chị tìm kiếm những cái tấm ảnh này, nó có cảm xúc, nó có cái sự chân thật, và thông qua cái bức tranh này nè các anh chị sẽ có thể là gì các anh chị? Các anh chị có thể nhìn thấy được cái tổng quan, cái cuộc sống mà mình đang mong muốn hướng tới vào 3 năm sau nó sẽ như thế nào các anh chị. Ở đây nó sẽ là gì các anh chị? Thiết kế một cuộc sống trong mơ các anh chị. À, thiết kế một cuộc sống trong mơ. Và cái điều may mắn là gì? Cái cuộc sống trong mơ đó nó trùng khớp với cái cuộc sống tương lai của chúng ta. Và các anh chị hãy bao nhiêu các anh chị nghĩ rằng mình sẽ làm cái điều này các anh chị? À, bao nhiêu các anh chị cam kết vấn rằng ngày mai mình sẽ làm cái điều này. Thật sự là gì các anh chị? À, mình muốn chia sẻ những cái điều này không phải rằng là vì các anh chị trả tiền cho ấn, không phải là vì cái điều này cái điều kia, mà đơn giản là mình biết nó có hiệu quả và mình muốn các anh chị thực hiện nó. À, bao nhiêu các anh chị nghĩ rằng là mình sẽ làm nó các anh chị? Cố gắng làm nha các anh chị. Những năm trước các anh chị không làm, và khi mà các anh chị không làm như vậy á thì cuộc đời của mình nó cũng đâu có gì thay đổi đâu các anh chị. À, nó đâu có gì khác đâu. Vậy thì nếu như các anh chị đang tìm kiếm một năm 2022 rực rỡ, thì hãy bắt đầu từ những cái nhỏ nhất, bắt đầu những cái sự khác biệt nhất các anh chị. Khi mà các anh chị bắt đầu lên trên mạng,
bắt đầu tìm kiếm những cái hình này, nó sẽ gợi mở cho cái trí tưởng tượng của các anh chị. Nó sẽ giúp cho các anh chị lám làm một cái điều, đó là gì các anh chị? Đó là dám ước mơ các anh chị. Cuộc đời của mình nó quá quý các anh chị. Cuộc đời của mình nó quá xứng đáng để mà mình dành ra một cái khoảng thời gian để mình thiết kế nó, để mà mình có thể nhìn trực diện vào đó và mình biết được rằng là mình muốn gì các anh chị. Nó thật sự là mình nên làm như vậy. Và ứng học được cái bài học này từ một trong những cái người mà người ta đã làm được cái điều này các anh chị. Và sau đó thì người ta đã làm nó, cứ 3 năm người ta làm một lần, 3 năm người ta làm một lần. Và một cái điều trùng hợp các anh chị là sau 6 năm khi mà người ta nhìn lại thì những cái điều mà người ta thiết kế vào 6 năm trước nó đều xảy ra thành sự thật hết các anh chị. À, mình bắt đầu làm cái điều này từ năm mình cách đây bao nhiêu các anh chị? Từ 10 năm trước là mình bắt đầu làm những cái điều này các anh chị. Và tới bây giờ mình vẫn còn làm các anh chị. Và mình tin rằng đó là một trong những cái điều mà nó giúp cho mình có được những cái sự thay đổi. Đối với những cái bức tranh này các anh chị không cần phải show up ra cho ai hết. Nếu như mà các anh chị là những cái người hướng nội, các anh chị là những cái người mà mình không có ngại show up á, thì các anh chị không cần phải dán nó lên ở cái nơi này nơi kia để mà người này người kia vào nhà của mình thì người ta lại hỏi. Các anh chị chỉ cần đặt nó ở một cái góc nào đó và chỉ cần một mình các anh chị thấy nó là được. Cũng không nhất thiết là mỗi ngày các anh chị phải nhìn nó. Nhưng các anh chị phải cho cái não của mình, cho cái suy nghĩ của mình có cơ hội tiếp cận với nó một cách sắc nét, một cách chân thực nhất bằng mắt các anh chị, à, để mà cảm nhận được cái điều này. Nên là các anh chị sẽ làm nha các anh chị. Các anh chị đừng có dùng cái từ cố gắng. Nãy giờ thấy một số các anh chị comment là sẽ cố gắng làm. Không các anh chị. Các anh chị biết rằng là bác sĩ mà bước ra khỏi phòng mà người ta nhìn người nhà bệnh nhân mà người ta lắc đầu và người ta nói rằng là chúng tôi đã cố gắng hết sức là hiểu rồi đó các anh chị. Nên là các anh chị đừng có dùng từ cố gắng. Cố gắng nó không có ý nghĩa, cố gắng nó không có thể hiện cái sự cam kết. Cố gắng nó không, nó đang gần với cái việc là các anh chị sẽ không làm lắm. Chứ nó không có gần với lại là cái việc mà các anh chị làm đâu. Chỉ có là yes, no question. Các anh chị làm là làm, mà không làm là không làm, chứ không có cố gắng làm các anh chị. Nó đâu có bắt các anh chị là lên biển đao, xuống núi dầu hay là gì đâu mà các anh chị phải dùng từ là cố gắng. Nó không cần các anh chị phải cố gắng. Các anh chị ngày mai các anh chị dành ra đúng. Mai sau 5 em, 6 giờ. 6 giờ rưỡi xong, 6 rưỡi tới 7 giờ làm xong. Không có gì mà mình phải cố gắng hết các anh chị. Nên cam kết là mình sẽ làm nha các anh chị. Đó, mình lưu ý cái chỗ này nha các anh chị. Rồi, đó là cái điều thứ nhất mà mình sẽ làm. Cái điều thứ hai mà mình sẽ làm các anh chị. À, có bao giờ các anh chị làm cái điều này chưa? Ở cái thời khắc đầu tiên của năm đó, các anh chị, nó quá xứng đáng để mà các anh chị làm cái điều này. Làm một cái điều mà các anh chị chưa bao giờ làm. À, trong cái tài liệu vẫn được học đó các anh chị, thì nó được gọi là love letter. Có nghĩa là gì? Viết thư tình. Viết cho ai? À, mình sẽ viết cho chính bản thân mình các anh chị. Mình sẽ viết cho mình một cái bức thư. Cái điều này là các anh chị nên làm các anh chị, và các anh chị phải làm. Ngay ngày mai các anh chị phải viết nó. Và các anh chị sẽ viết cho các anh chị. Các anh chị sẽ viết cho các anh chị ở cái thời điểm 3 năm sau. À, các anh chị lưu ý nhé. Các anh chị sẽ gửi, ví dụ như là Úc My chẳng hạn đi. Dear Úc My, của ngày 30 tháng 12 năm 2025. Đó, các anh chị hình dung ạ. À? Các anh chị hình dung được cái flow của cái bức thư đó chưa? Các anh chị phải viết xuống các anh chị. Tại vì sao các anh chị? Những cái thông tin mà trong bộ não của chúng ta nó cần phải được tập tạ các anh chị. Cơ giống như cơ, nếu mà cơ mà không tập thì nó cũng teo. Não của mình á mà nó không tập thì nó cũng teo các anh chị. Đó là lý do tại sao á mà mình phải viết xuống. Khi mà các anh chị viết xuống là các anh chị đang bắt não các anh chị suy nghĩ. Các anh chị đang bắt não của mình phải gọi là gì? Phải bắt được những cái hình ảnh, phải bắt được những cái cảm xúc, phải bắt được những cái câu chữ. Và giống như cái việc là các anh chị cho não của mình tập tạ vậy các anh chị. Nó sẽ phải đi vào chi tiết, nó sẽ phải đi vào những cái mà trước giờ nó không thể nào lướt qua được các anh chị. Rất là nhiều cái thông tin, rất là nhiều cái dữ liệu trong cái bộ não của mình đó là nó lướt qua các anh chị. Nó nhớ nhưng mà nó không có cảm xúc, nó không có sâu động. Và nó cũng không có phải là cái gì khó khăn. Nhưng mà bây giờ á, mình sẽ viết một cái bức thư. Mà với cái bức thư này á, là các anh chị sẽ bắt cái bộ não của mình, nó phải động não và nó phải suy nghĩ các anh chị. Và cái bức thư này các anh chị sẽ gửi cho là gì các anh chị? Các anh chị sẽ gửi cho á, là mình của 3 năm sau. Thì trong cái bức thư này các anh chị sẽ viết những cái nội dung này. Các anh chị sẽ phải xem, giống như mình nhớ lại cái vision board hồi nãy của mình á. Mình nhìn vào cái vision board đó của mình và mình viết một cái bức thư mà mình chúc mừng mình của 3 năm sau. Mình đã đạt được tất cả những cái điều đó rồi. Tôi rất là tự hào về bạn My à. Tôi rất là tự hào về My
của 3 năm sau vì bạn đã làm được cái điều này. Ví dụ như những cái thông tin các anh chị có thể viết về chúc mừng và tự hào về mình vì mình đã đạt được cái sức khỏe về mặt tinh thần. Nó bao gồm là gì? Ví dụ như là mình đã tập yoga như thế này, như thế kia, mình đã dậy sớm như thế này, như thế kia, mình đã làm. Nói chung là các anh chị nói nó ra, viết nó ra càng chi tiết càng tốt. Các anh chị muốn con người của mình 3 năm sau như thế nào? Thì các anh chị hãy viết nó ra giống như là nó đã xảy ra rồi vậy các anh chị. Và mình đang chúc mừng lại những cái điều đó. Bao nhiêu các anh chị nghe tới đây thấy hơi xến xến, thấy không, tôi sẽ không bao giờ tôi viết cái này. Thề trong cuộc đời này không biết. Hồi xưa mà tán gái cưới vợ còn chưa viết thư cho vợ được một bức nào mà bây giờ lại viết cho mình thế này. Bao nhiêu các anh chị nghĩ như vậy các anh chị? Các anh chị nhớ nè, một trong những cái điều đó, mà ứng lúc mà ứng muốn vào đại học đó các anh chị, mình lên trên mạng á, mình search ngay, khi đó là năm nhất đại học các anh chị, các anh chị biết ứng làm cái điều gì không? Ứng search là gì các anh chị? Những cái cuốn tiểu thuyết kinh điển mà nếu mà cả mà gọi là gì các anh chị không thể bỏ lỡ trong cuộc đời này, những cái tiểu thuyết kinh điển mà nhất định phải đọc các anh chị. Từ là Rùi Trâu nè, Thép Đã Tôi Thế Đấy nè, Tiếng Chim Hót Trong Bụi Mận Gai nè, Chùm Nho Phẫn Nộ nè, Đồi Gió Hú nè, rồi cho tới là gì các anh chị, Không Gia Đình Trong Gia Đình, rất rất là nhiều những cái cuốn sách đó các anh chị, mình đọc hết tất cả luôn các anh chị. Các anh chị biết lý do tại sao không? Bởi vì mình tin rằng những cái cuốn sách đó nó đã tồn tại mấy trăm năm và nó là những cái cuốn sách kinh điển. Mà nếu như đời này mình không được đọc đó các anh chị, thì sau này mình không bao giờ, có nghĩa là đời này mà không được đọc thì mãi mãi coi như là mình không bao giờ được đọc cuốn sách đó. Và tương tự làm điều đó với những cái bộ phim kinh điển mà cuộc đời này nhất định phải xem các anh chị, mà không thể nào không xem các anh chị. Tại vì sao các anh chị? Mình tin rằng là nếu như mình không xem những bộ phim đó thì mãi mãi sau này mình sẽ không, có nghĩa là mình chết đi, mình sống và mình chết đi mấy chục năm trời, 60-70 năm trời chẳng hạn, nhưng mà mình cũng không bao giờ có cơ hội được biết tới những cái bộ phim hay là những cái cuốn tiểu thuyết kinh điển đó các anh chị. Và đó là một trong những cái điều mà nó sẽ làm cho mình ân hận và đáng tiếc suốt cả cuộc đời các anh chị. Mình sống mà mình không được đọc những cái cuốn sách mà người ta nói là gì các anh chị, nhất định phải đọc trong đời các anh chị. Thì tương tự giống vậy, các anh chị sống 70 năm 80 năm trong đời nhưng mà không bao giờ các anh chị viết được một bức thư cho chính bản thân mình. Và nếu như các anh chị không làm điều đó thì bye bye, không bao giờ các anh chị có thể làm được điều đó. Các anh chị có nghĩa là sống cả cuộc đời không làm được cái điều đó các anh chị, không thể viết thư được cho chính bản thân mình các anh chị. Nên là gì các anh chị? Viết đi các anh chị, viết. Khi mà các anh chị viết về những cái điều về sức khỏe, về tinh thần, về sức khỏe, về thể chất các anh chị, tôi rất là tự hào về My vì My đã có một cái cân nặng như thế này, My đã có một cái vóc dáng như thế này, My đã có một cái sức khỏe như thế này, My đã hoàn thành được những cái giải chạy như thế này, giải chạy như thế kia, My đã có thể là học được những cái thể thao như là bơi này, My đã chinh phục được ngọn núi này, My đã chinh phục được ngọn núi kia. Tôi rất là tự hào về bạn. Mình hãy viết như thể là gì các anh chị? Như là đó là cái điều nó đã xảy ra. Và khi mà mình viết như vậy các anh chị, não của mình nó sẽ tin. Ở cái bước 1 vision board nó sẽ giúp cho các anh chị dám ước mơ. Còn ở cái bước số 2 này nè các anh chị, khi mà các anh chị viết một cái bức thư cho chính mình đó, nó sẽ giúp cho các anh chị là gì? Dám tin các anh chị. Các anh chị dám tin là nó sẽ thành sự thật các anh chị. Mình sẽ viết về những cái mối quan hệ chúc mừng chính bản thân mình vì là gì các anh chị, mình đã có một cái người chồng như thế này, mình có một cái đứa con như thế này, mình đã có cái mối quan hệ của mình với ba mẹ chồng như thế này, mình thường xuyên đi ăn với ba mẹ chồng như thế này, mình thường xuyên tặng những cái món quà như thế này, mình thường xuyên nói chuyện với ba mẹ của mình, mình thường xuyên đi du lịch với ba mẹ, cái mối quan hệ của mình với ba mẹ rất là tốt như thế này như thế kia. Mình viết ra các anh chị, cứ viết đi. Và tự nhiên là gì các anh chị, cái miệng của các anh chị nó sẽ mỉm cười các anh chị, cái mắt của các anh chị nó sẽ biết cười, và cái tay của các anh chị biết các anh chị sẽ không thấy mỏi đâu. Bởi vì sao các anh chị? Nó là một trong những cái điều mà nó sẽ làm cho các anh chị cảm thấy rất là hạnh phúc. Sự nghiệp các anh chị, các anh chị hãy chúc mừng chính bản thân mình. Các anh chị hãy tự hào về bản thân của mình sau 3 năm vì đã làm được điều này, điều kia. Ví dụ như là gì? Sau 3 năm các anh chị trở thành tổng đại lý toàn quốc của BC. Sau 3 năm các anh chị trở thành đại diện kinh doanh quốc tế của BC, đó là một phần trong cái sự nghiệp của các anh chị. Rồi sau 3 năm thì các anh chị đối với công việc chính của mình thì nó thăng tiến như thế nào?
Thì khi mà các anh chị viết xuống được những cái điều như này, các anh chị thì nó, các anh chị nhớ lại Michelangelo không? Là gì các anh chị? Biết rất rõ, nhìn thấy rất rõ bức tượng David ở trong cái miếng đá các anh chị. Các anh chị phải nhìn thấy rất rõ cái tương lai của mình trong 3 năm tới nó sẽ như thế nào, để mà mình chỉ tập trung vào đó thôi các anh chị. Và mình sẽ không có làm những cái điều mà nó không có giúp cho mình có thể đạt được cái điều đó các anh chị. Nên các anh chị phải viết xuống các anh chị. Các anh chị phải viết tài chính của mình thì như thế nào, nó đạt được những cái thành tựu như thế nào, một tháng thu nhập của mình ra sao, với cái tài chính đó thì nó giúp cho mình có thể làm được cái này cái kia hay như thế nào đó, mình phải viết xuống nha các anh chị. Phong cách sống, tiền nó không phải là tất cả, mà có rất là nhiều người tiền nhưng mà nhìn người ta vẫn không có hạnh phúc, nhìn người ta không có sung sướng, nhìn người ta không có phải là những cái người mà mình muốn noi theo. Nhưng có những cái người là gì các anh chị, mình nhìn cái phong cách sống đó mình rất là ngưỡng mộ, nó phù hợp với cái cá tính của mình, nó phù hợp với lại là cái điều mình đang mong muốn. Vậy thì các anh chị hãy viết xuống, các anh chị hãy chúc mừng chính bản thân mình, các anh chị hãy tự hào về mình của 3 năm sau vì mình đã có được cái phong cách sống giống như vậy. Nó là một cái cuộc sống mà nó không có phải là áp lực quá về tiền, nó có thể giúp cho mình mong làm được cái điều mình mong muốn, có được những cái buổi cà phê, có được những cái buổi đi ăn, có được những cái buổi picnic cùng với gia đình, hay là những cái khoảng thời gian dành riêng cho bản thân mình, đọc sách, nghe nhạc hay như nào đó. Đó là phong cách sống các anh chị nên viết, mà nên chúc mừng về bản thân mình. Khi mà các anh chị viết nó xuống càng rõ ràng, càng chi tiết, càng nhiều cảm xúc các anh chị, thì nó sẽ làm cho cái bộ não của mình nó rất là hạnh phúc các anh chị. Rồi những cái ảnh hưởng của cộng đồng các anh chị, ví dụ như khi mà bản thân ứng ngày hôm nay khi mình nói chuyện với các anh chị, nếu như mà thông qua cái buổi nói chuyện ngày hôm nay nó có thể giúp ích cho các anh chị, nó làm thay đổi được một vài các anh chị ở đây, và các anh chị có thể gặt hái được một vài kết quả tốt. Thứ nhất là thông qua cái buổi nói chuyện này, thứ hai là thông qua chính cái cơ hội kinh doanh của BC Solution, thì đó cũng là một cái điều làm mình rất là happy, và đó cũng là một trong những cái điều mà mình cảm thấy rằng là gì? Mình trao đi được các anh chị. Sống là cho đi mà, đúng các anh chị. Cái người mà người hạnh phúc nhất là cái người có nhiều cái để cho đi nhất mà. Vậy thì bản thân các anh chị cũng vậy thôi. Các anh chị sẽ phải là gì các anh chị? Mình có những cái tác động gì tới cộng đồng. Nó tác động ở đây nó không phải là những cái đau to búa lớn, có thể là một vài người mà mình từng gặp, có thể là một số những cái người xung quanh của chúng ta, hoặc thậm chí đó là con của chúng ta. Mình làm cho con cái của mình tích cực hơn, mình làm cho những cái người noi theo mình, hoặc là những cái thành viên trong đội nhóm của mình nè các anh chị, những cái người mà người ta tham gia vào kinh doanh của BC vì một cái công việc làm thêm, nhưng mà thông qua những cái chia sẻ của mình, thông qua những cái sự phát triển của mình, thông qua những cái ảnh hưởng của mình giúp cho họ có thể thay đổi, thì mình viết xuống mình đã thay đổi họ như thế nào, cái hành trình đó ra sao, và mình tự hào về cái điều đó như thế nào, vì bạn đã làm được cái điều đó, vì mình đã làm được cái điều đó, mình chúc mừng cho mình các anh chị. Các anh chị làm cái điều đó nó sẽ rất là happy. Ok nhé, viết một cái bức thư này các anh chị. Ok, lại một cái câu hỏi tiếp theo. Bao nhiêu các anh chị nghĩ rằng ngày mai mình sẽ viết cái bức thư này các anh chị? Viết một cái bức thư này các anh chị. Sau cùng các anh chị, con người của mình á, mình chỉ hối hận vì những gì mình chưa làm thôi các anh chị, chứ mình không bao giờ hối hận vì mình đã làm các anh chị. Anh chị nào mà mình có xem cái bức thư này, mình có thấy xến tới đâu đi nữa, thì sau cùng 10, 20 năm sau các anh chị cũng sẽ không bao giờ hối hận vì các anh chị đã viết bức thư đó. Nhưng các anh chị sẽ hối hận nếu như các anh chị không viết bức thư đó, bởi vì mình sẽ chỉ hối hận vì những gì mình chưa làm thôi các anh chị. Đó là cái điều mà các anh chị nên lưu ý nha. Ok, viết một cái bức thư các anh chị, nó sẽ giúp cho các anh chị là dám tin. Vậy thì khi mà các anh chị đã có cái vision board, khi mà các anh chị đã có cái love letter, có nghĩa là khi mà các anh chị đã biết rất rõ là mình muốn gì rồi, ngày mai dành ra 2 tiếng để mà xác định được cái điều mà mình sẽ là gì các anh chị, mình sẽ giúp cho mình có thể biết được là mình muốn gì. Có nghĩa là mình hoàn thành xong cái khâu thiết kế rồi các anh chị. Hoàn thành xong cái khâu thiết kế là hoàn thành được 80-90% cái sự thành công rồi các anh chị. Nhưng cái sự khác biệt còn lại nó nằm ở cái action plan. Nó khác nhau ở chỗ là gì các anh chị? Không phải là mình viết nó xong mình hô hào tôi sẽ được cái này, tôi sẽ được cái kia, xong mình không làm gì, mình không có lên kế hoạch cho nó từ những cái chi tiết, những cái nhỏ nhất, và mình cứ như vậy mà mình sống 365 ngày của năm 2022 và mình nói rằng là gì, đâu được đâu, tất cả mọi thứ nó đều không đúng. Bởi vì sao các anh chị? Mình cần phải có một cái thực tế, mình cần phải có một cái action plan các anh chị, mình cần phải có một cái kế hoạch để giúp cho mình có thể thực hiện được cái điều đó. Giống như bây giờ các anh chị hình dung là cái vision board của mình, cái bức tranh mà tầm nhìn sứ mệnh của mình đó, nó là 3 năm.
rồi cái thư của mình nó cũng là 3 năm, có nghĩa là mình có 3 năm để mình có thể thực hiện được những cái điều đó. Vậy thì cái action plan của mình nó phải được chia nhỏ ra. Đầu tiên là trong năm 2022 mình sẽ làm những cái gì, 2023 mình sẽ làm cái gì, và năm 2024 mình sẽ làm những cái gì. Và đôi khi các anh chị, các anh chị nhìn lại năm 2022 có những cái các anh chị đạt được, có những cái các anh chị chưa đạt được, nhưng không vấn đề gì hết các anh chị. Quan trọng là các anh chị có một cái bức tranh, các anh chị đã thiết kế được nó, các anh chị làm nó mỗi ngày, các anh chị follow theo nó thì các anh chị đang tiến gần tới lại là cái điều mà các anh chị đạt, mong muốn đạt được. Và nếu như sau 3 năm các anh chị nhìn lại cái vision board của các anh chị nhìn vào cái bức tranh ước mơ các anh chị mà nó vẫn chưa đạt được thì có gì để đáng buồn không các anh chị? Không các anh chị, bởi vì chắc chắn rằng là giờ các anh chị nó đã tiến gần hơn tới cái bức tranh ước mơ đó. Và mình lại tiếp tục làm cho mình một cái bức tranh của 3 năm tiếp theo các anh chị. Những cái điều gì mình chưa đạt được nhưng mình vẫn muốn đạt được trong cái bức tranh tiếp theo của 3 năm tiếp theo thì sao các anh chị? Mình lại bỏ nó vào và mình lại thực hiện nó tiếp tục các anh chị. Nên là điều đầu tiên mình cần phải làm là mình cần phải thiết kế các anh chị, mình cần phải có nó cái đã. Vậy thì bây giờ cái action plan của mình nó sẽ bắt đầu từ đâu các anh chị? Theo như các anh chị, cái hình này nó nói về cái điều gì? Người phương Tây các anh chị, người ta có một cái câu nói mà nó dịch ra tiếng Việt có nghĩa là như này các anh chị. Có nghĩa là cái cánh cửa mà dẫn tới thành công các anh chị, nó mở, được mở từ phía trong. Nó mở vào phía bên trong chứ nó không phải là mở ra phía bên ngoài các anh chị. Các anh chị hiểu câu nói này không ạ? À, có nghĩa là gì? Cái cánh cửa mà dẫn tới thành công đó, nó được mở vào phía bên trong chứ nó không phải được mở từ phía bên ngoài. Rất là nhiều người khi mà mình lên cái action plan đó, thì mình sẽ là cái gì? Mình sẽ tìm kiếm những cái kế hoạch, mình sẽ tìm kiếm những cái giải pháp, những cái phương pháp từ phía bên ngoài, nhưng mình lại quên mất là cái cánh cửa thành công nó mở từ phía bên trong. Có nghĩa là nó được quyết định bởi ai các anh chị? Nó được quyết định bởi chính bản thân mình. Giống như trong cái nguyên tắc hồi nãy Ấn nói với các anh chị á, là nhắm, sẵn sàng và bóp cò các anh chị. Cái bước nhắm là mình đã làm rồi, là mình đã thiết kế rồi, mình đã biết rất rõ mình muốn gì rồi, mình đã biết rất là rõ những cái điều mình cần phải đạt được và muốn đạt được trong năm 2022 rồi. Vậy thì cái bước tiếp theo mà mình cần phải làm các anh chị là mình phải sẵn sàng. Có nghĩa là gì các anh chị? Mình phải lại một lần nữa, ở cái thời khắc đặc biệt và quan trọng này, mình không đi tìm kiếm cái sự thay đổi từ phía bên ngoài, mà mình tìm kiếm cái sự thay đổi từ chính bản thân mình. Mình sẽ phải mở cánh cửa vào bên trong chứ mình không có mở cánh cửa ra bên ngoài. Và mình kỳ vọng, mình tìm kiếm cái sự thành công ở bên ngoài, để mà khi nó không đạt được giống như vậy thì mình nói rằng là gì? Do tại bị vì, do cái này, do cái kia. Không có, mình phải tìm nó từ bên trong các anh chị. Vậy thì nếu như mà ở cái thời khắc mà mình có trọn vẹn 365 ngày của năm 2022 để nói rằng tìm kiếm cái sự thành công từ bên trong mình, thì mình sẽ bắt đầu từ đâu đây? Thì ở đây các anh chị hình dung rằng là gì? À, khi mà nhiều anh chị á, mình cảm thấy ngợp khi mà mình có một cái tầm nhìn giống như vậy, mình có một cái mong muốn giống như vậy rồi, và mình cảm thấy rằng là nó quá xa so với cái điểm xuất phát của mình. Sau đó mình bắt đầu thấy ngợp và mình bắt đầu lên kế hoạch, thì mình bắt đầu nhìn qua nhìn lại, mình bắt đầu xem thử là gì. À, mình phải bắt chước cái người này, mình phải giống như cái người này, giống như cái người kia. Các anh chị, thật sự là mình không có cần phải bắt chước ai để mà mình thay đổi hết các anh chị. Mình cũng không có cần nhất thiết là mình phải học hết tất cả những cái kỹ năng, tham gia tất cả những cái khóa huấn luyện. Các anh chị không cần phải tìm kiếm quá nhiều những cái thứ giống như là tìm hiểu gọi là từ Đông Tây Kim Cổ, tất cả mọi thứ như vậy các anh chị. Mình chỉ cần là gì các anh chị? Đơn giản là mình loại bỏ một số những cái thói quen xấu, những việc làm vô bổ, những cái ý tưởng và ngôn ngữ tiêu cực, những người bạn không tốt, những việc mà làm tiêu hao cái năng lượng ra khỏi cuộc đời của mình đó các anh chị. Giống như hồi nãy cái câu chuyện về Michelangelo, các anh chị nhớ không? Có nghĩa là gì các anh chị? Tôi nhìn thấy rất rõ hình hài của David, và việc của tôi làm đơn giản là lấy ra những phần không thuộc về David các anh chị. Mình cái keyword này nó rất là quan trọng các anh chị, lấy ra những phần không thuộc về David. Vậy thì ngày hôm nay khi mà mình bắt đầu với chính bản thân mình các anh chị, thì mình sẽ bắt đầu với cái việc là mình loại bỏ một số những cái thói quen xấu, một số những cái mà nó từ bên trong mình và nó làm cản bước mình, nó làm chậm cái sự phát triển của mình, hoặc thậm chí nó làm cho mình không có thành công được các anh chị. Giống như khi mà các anh chị đi học á,
các anh chị học được một cái điều gì hay á, thì thường các anh chị sẽ viết xuống là gì các anh chị, những điều mà mình sẽ làm sau cái buổi học đó. Nhưng mà các anh chị lại quên đi, mình phải có thêm một cái tờ giấy nữa, mình viết là gì các anh chị, những việc mà mình sẽ không làm sau cái ngày hôm đó các anh chị. Có nghĩa là gì các anh chị, những việc mà mình sẽ không làm á, đôi khi nó còn quan trọng hơn cả những việc mà mình sẽ làm các anh chị. Các anh chị muốn bắt đầu một cái hành trình dài, các anh chị muốn bắt đầu một cái hành trình với một cái tốc độ nhanh nhất, thì một trong những cái việc quan trọng các anh chị đó là gì các anh chị? Đó là mình sẽ phải bỏ đi, mình sẽ phải bỏ đi những cái hành lý không cần thiết, những cái vật nặng các anh chị. Bởi vì sao các anh chị? Nó sẽ làm chậm cái hành trình của mình. Vậy thì tương tự giống như vậy, mình sẽ phải bỏ đi một số những cái mà nó không có phù hợp cho năm 2020 để mà làm gì các anh chị? Để mà mình tiến lên các anh chị. Vậy thì bây giờ mình sẽ phải làm như thế nào đây? Nó sẽ có 3 phần các anh chị. Người ta nói về một con người các anh chị, nó sẽ chia làm 3 phần. Cái phần đầu mà mình hay dễ nghe nhất là gì các anh chị? Thân, tâm, trí. Trí ở đây là cái tâm trí, cái suy nghĩ của mình là các anh chị, nó nằm trong bộ não của mình. Thân là cái body của mình. Và sau đó là gì các anh chị? Tâm là cái ở bên trong của mình. Vậy thì bây giờ để mà mình có thể hoàn thiện bản thân của mình hơn, để mà mình có thể mở cái cánh cửa từ bên trong, đầu tiên mình sẽ đi từ cái trí trước các anh chị. Mình sẽ đi từ trí trước nha. Ok. Ngày hôm nay ông sẽ không nói về những con số, ngày hôm nay ông sẽ không nói về những cái giải pháp, những cái công cụ. Những cái đó có thể mình sẽ nói vào những cái buổi sau, nó có phù hợp hơn. Nhưng mà ở trong cái thời điểm này á, nó quá đặc biệt nên mình muốn nói về chính bản thân mình nhiều hơn các anh chị. Chính bản thân mình ở đây không phải là bản thân ông, mà chính là bản thân mỗi người của chúng ta ở đây các anh chị. Mình tìm kiếm ra được những cái ý tưởng, mình tìm kiếm ra được những cái bài học mà mình có thể áp dụng được, thì cái điều đó là cái điều mà mình cảm thấy nó phù hợp nhất và nó ý nghĩa nhất cho một cái thời khắc đặc biệt như này các anh chị. Vậy thì đối với trí các anh chị, các anh chị hình dung rằng là gì ạ? Giống như ông nói, mình sẽ phải loại bỏ đi một số những cái điều mà nó không có phù hợp, nó không có tốt. Vậy thì đôi khi á, các anh chị phải xem lại thử là trong người của mình có đang có một số những cái loại độc tố này hay không. Các anh chị biết một cái người mà bị trúng thực, một cái người bị nhiễm độc, các anh chị, là người của người ta là lẫy bẫy run rẩy mồ hôi, không có làm được gì hết các anh chị, chỉ có thể nằm trên giường và là lên rên ú a ú ớ thôi các anh chị. Vậy thì các anh chị hình dung là gì, mình phải xem thử mình có đang bị nhiễm độc hay không, mình có một số những cái loại độc tố này hay không này các anh chị. Và trong năm 2022, nếu mà mình đặt mục tiêu á, thì mình sẽ phải đặt mục tiêu là gì, mình sẽ phải loại bỏ đi những cái độc tố này, mình sẽ phải loại bỏ đi những cái gọi là thói quen xấu này các anh chị. Thứ nhất đó là than phiền các anh chị. Than phiền, các anh chị hình dung một điều là gì? Mình than phiền là gì? Khi mà mình làm không được cái việc này, cái việc kia, cái mình nói là gì? Do mình là cái số của mình nó là như vậy, rồi mình không có thời gian, do mình không có được học, do mình thiếu về mặt tài chính, do xuất phát điểm của mình nó thấp, rồi do mình ở tỉnh nên mình không có điều kiện giống như người ta, do mình già nên là mình không có có theo được công nghệ như tụi trẻ, còn mấy người trẻ thì lại nói là do mình trẻ quá nên mình không có mối quan hệ như mấy người già. Có nghĩa là gì các anh chị? Mình than phiền vì cái này, vì cái kia, rất là nhiều thứ. Nhưng mà các anh chị hình dung như là gì? Ai cũng chỉ có 24 giờ thôi, mình than phiền cũng không giải quyết được vấn đề gì hết các anh chị. Nhưng mà nó là một cái độc tố. Vậy thì các anh chị hình dung là gì? Mình sẽ phải loại bỏ đi cái sự than phiền này. Nó không có giúp ích được gì cho mình hết các anh chị. Bao nhiêu anh chị thấy rằng là cái độc tố này mình cần phải loại bỏ các anh chị. Mình phải loại bỏ đi cái sự than phiền này đi các anh chị. Tiếp theo các anh chị, đó là cái sự chỉ trích. Có rất là nhiều người mình có một cái suy nghĩ như thế này và nó ấn nghĩ nó không phù hợp các anh chị. Đó là gì? Mình bước vào đời, mình làm cái việc này, mình làm việc kia và mình mang theo một cái suy nghĩ các anh chị. Đó là gì các anh chị? Đó là dễ mình mà khó người các anh chị. Có nghĩa là gì? Nếu như mà người khác mà làm sai cái gì á, hoặc là cái người khác mà người ta làm không có đúng ý mình cái gì á, là mình chỉ trích rất là nhiều, mình nói rất là nặng các anh chị. Nhưng mà mình dễ dàng bỏ qua cái lỗi lầm của mình. Đôi khi mình không phải suy nghĩ cái đó, nhưng mà nó nằm ở sâu bên trong mình các anh chị. Đó là gì? Dễ mình mà khó người các anh chị. Khi mà các anh chị chỉ trích một ai đó, thì các anh chị hình dung như này nè, các anh chị chỉ tay vào một người nào đó thử đi, thì chỉ có một cái ngón á, là chỉ về cái người đó thôi, nhưng mà ba cái ngón còn lại nè các anh chị, là nó đang chỉ về phía mình nè các anh chị. Nên là các anh chị hãy bỏ đi cái gọi là gì, cái độc tố chỉ trích đi các anh chị. Mình không chỉ trích ai hết các anh chị. Tại vì sao các anh chị? Khi mà mình chỉ trích người đó thì đồng nghĩa là có ba cái sự chỉ trích nó đang gấp 3 lần ngược lại về mình. Và mình làm bất cứ cái việc gì á, mình làm theo cái tiêu chí là gì các anh chị? Dễ mình, dễ người mà khó mình các anh chị. Có nghĩa là gì? Mình sẽ rất là chăm chút cho cái sự kỹ lưỡng của bản thân mình.
Nhưng mà đối với những cái người khác, đôi khi người ta có những cái vấp ngã, đôi khi người ta có những cái sai sót á, thì mình sẽ làm gì các anh chị? Mình sẽ bỏ qua cho họ. À chứ bây giờ các anh chị hình dung là gì? Các anh chị chỉ trích người ta, thì đôi khi là người ta đâu biết đâu. Kể cả như các anh chị than phiền cũng vậy thôi. Thì đầu tiên á, khi mà mình than phiền, cái miệng mình nói ra này các anh chị, thì cái miệng của mình gần cái tai của mình, thì cái người đầu tiên mà lãnh nhận những cái thông tin đó là mình. Mình chỉ trích một ai thì mình cũng mệt các anh chị, chắc chắn rồi. Khi mà các anh chị chỉ trích một ai, không có ai mà ông cảm thấy là cái người mà sau khi mà đi chỉ trích người khác mà cảm thấy là hạnh phúc, happy, mà vui vẻ, năng lượng. Các anh chị chỉ trích người nào đi nữa thì các anh chị cũng sẽ cảm thấy là cái năng lượng các anh chị tiêu hao đi. Vậy thì các anh chị đừng có làm cái điều đó. Các anh chị hãy loại bỏ những cái độc tố đó đi. Rồi tiêu cực. À mình có nghĩa là gì? Khi mà mình chuẩn bị làm một cái điều gì thì thay vì như người ta là người ta làm, thì các anh chị là gì? Suy nghĩ là lỡ nó như thế này thì sao? Lỡ nó như thế kia thì sao? Rồi lỡ nó không được thì sao? Có nghĩa là gì các anh chị? Cái suy nghĩ của các anh chị á, nó chạy trước cả cái hành động của các anh chị. Và cái suy nghĩ của các anh chị á, nó chỉ chạy tới cái hướng tiêu cực. Nó chạy xuống, nó không chạy lên các anh chị. Nên là gì các anh chị? Nội cái việc mà các anh chị suy nghĩ thôi, đó là mất hết năng lượng của các anh chị rồi. Thì lấy đâu ra mà các anh chị hành động nữa các anh chị? Và khi mà các chị tiêu cực, nhiều người ta không biết người ta tiêu cực nữa kìa các anh chị. Người ta, cái đó là nó giống như là đi vào máu rồi, các anh chị cắt cái máu ra là thấy hai chữ tiêu cực rồi. Có nghĩa là gì? Người ta không biết là người ta đang tiêu cực. Người ta nói chuyện với ai là người ta cũng đúng cái màu tiêu cực đó, là người ta cứ nói thôi các anh chị. Có nghĩa là gì? À cứ là nói theo mình đang hưng phấn, mình đang vui vẻ, mình đang rất là happy, nhưng tự nhiên gặp những cái người mà người ta tiêu cực các anh chị, cái năng lượng của mình nó đi xuống các anh chị. Và người ta gọi là gì? Cái người tiêu cực á, là nó giống như cái việc khi mà các anh chị nói ra những cái lời tiêu cực á, nó giống như là cái việc mà mình đang gọi là gì các anh chị, mình đang dục rác vào người khác vậy các anh chị. Và các anh chị phải hiểu một điều là gì các anh chị, không ai muốn nhận rác hết. À, và người ta sẽ từ chối nhận rác. Vậy thì khi mà mình dục rác ra bên ngoài không ai nhận, thì sau cùng cái rác đó mình sẽ là cái người lãnh nhận các anh chị. Nên là sao các anh chị, mình bỏ cái thói quen tiêu cực đi các anh chị. Ở đây có một cái chuyện cười mà ơn muốn nói với các anh chị nè. À, đây mình mới đọc được trên mạng luôn. Em yêu nhắn tin đó các anh chị, trái tim nhắn tin đó. Hôm nay em thấy rất buồn, anh nói chuyện với em một lát được không? Nay anh đang rất vui, em đừng làm ảnh hưởng đến anh. Các anh chị thấy không các anh chị? Có nghĩa là gì các anh chị? Kể cả là cái người thương yêu mình nhất, kể cả là cái người mà gì các anh chị, mà yêu thương mình nhất, mà người ta còn gọi là người quan tâm mình nhất, mà người ta còn không muốn lắng nghe cái tiêu cực của mình. Đó là cái chuyện bình thường thôi các anh chị. Mình đang vui vẻ phơi phới như thế này, bước ra đường tự nhiên cái gặp một cái ông nội nào đó, ông tiêu cực với mình. Thì tuy là mình là sao các anh chị, tất nhiên là mình sẽ có cái cách control cái tiêu cực, nhưng mà sao các anh chị, nó cũng sẽ ảnh hưởng tới mình. Vậy thì thay vì như vậy các anh chị đừng là tiêu cực để mà người ta xa lánh mình các anh chị. Nên là gì các anh chị? À mình sẽ không tiêu cực bất cứ một ai hết nha các anh chị. Đó là cái độc tố mà mình cần phải loại bỏ các anh chị. Rồi mình đừng có dùng cái từ không các anh chị. À mình đừng có dùng cái từ không. Trong cái công việc nó có thể có những cái khó khăn, nó có thể những cái thử thách, nhưng mà mình nói, mình đừng có nói theo cái trường phái tiêu cực các anh chị. Cũng là một cái sự việc, một cái hiện tượng đó, nhưng mà cùng một cái, hai người nói nó lại ra hai cái hướng khác nhau các anh chị. Một cái người nói ví dụ như cái ly nước này nó còn từng này, một cái người thì người ta nói là gì các anh chị? Trời ơi sao mà còn nhiều, cần nhiều thời gian nữa lắm, nhưng mà cái ly nước này sao mà nó còn ít quá từng này, làm sao mà uống cho nó đủ. Rồi nếu như mà không đủ nước thì sức đâu mà nói. Rồi làm sao, khát quá thì sao, mai khô dặn thì sao. Trời ơi nghe đủ thứ trên trời dưới đất mà nó bi ai các anh chị. Nhưng mà cũng có những người là gì, trời ơi còn tới từng này nước luôn, mình nói chuyện nãy giờ 2 tiếng đồng hồ rồi mà nước vẫn còn nhiều như thế này, thiệt là tuyệt vời. Các anh chị thấy không ạ? Có nghĩa là gì các anh chị? Nó không có ai là đúng, nó cũng không có cái gì là sai hết. Mà quan trọng là gì các anh chị? Cái cách mà mình nhìn cái vấn đề đó như thế nào thôi. Mỗi người người ta sẽ nhìn cái vấn đề, cái sự vật hiện tượng của cái lăng kính khác nhau. Cái lăng kính của các anh chị màu đen thì mình sẽ nhìn cái sự việc đó là màu đen. Cái lăng kính của mình màu trắng thì mình sẽ nhìn nó màu trắng. Mình sẽ không có quyền quyết định cái sự kiện đó nó có xảy ra hay không, nhưng mình có quyền lựa chọn là gì các anh chị? Mình lựa chọn đó là cái thái độ của mình với cái sự kiện đó như thế nào. Vậy thì nếu như vào năm 2021 mình có những cái thái độ ví dụ như là tiêu cực, ví dụ như than phiền, ví dụ như chỉ trích, thì vào năm 2022 ở cái thời khắc đầu tiên này mình có quyền lựa chọn là gì các anh chị? Mình thay đổi hoàn toàn các anh chị. À mình thay đổi hoàn toàn để mà mình sẽ không có bị là những cái điều đó nó xảy ra nữa các anh chị. Các anh chị đồng ý không? Nếu như các anh chị đồng ý thì các anh chị comment xuống dưới giúp chấn nha các anh chị. Mình sẽ không tiêu cực các anh chị. À riêng vào năm 2022, những năm sau đã, ví dụ như mình có thể nói như này nè. Tôi năm nay 30 tuổi, nhưng mà đúng cái năm tôi 31 tuổi là tôi không bao giờ nói cái lời tiêu cực. Các anh chị có thể thực hành một cái bài tập ở đây này các anh chị. Các anh chị có thể làm với mình, làm với đội nhóm của mình,
làm với gia đình của mình, vợ chồng gì đó của mình cũng được các anh chị, nếu như mà cả hai vợ chồng đều tham gia cái gym ngày hôm nay quá tốt, thực hành với nhau các anh chị. Đó là gì? Nếu như á mà ai mà than phiền, ai mà tiêu cực, ai mà chỉ trích, cứ một lần mà lầm lỡ như vậy là 50 ngày. Phạt đơn giản thôi các anh chị. Ví dụ như về nhà kêu đói quá, rồi 50, đói quá đúng không? Là than phiền thôi, đói quá 50. Rồi ví dụ như là gì? Sao mà nó nóng quá, rồi 50. Rồi ví dụ như là sao các anh chị? À ví dụ như là gì? Trời hôm qua sao mệt quá mất ngủ, 50 ngàn. Các anh chị cứ làm liên tục giống như vậy là tự nhiên là gì các anh chị? Tiền các anh chị là đầy túi ngay các anh chị. À và sau đó là không ai còn than phiền, không ai còn chỉ trích, không còn ai tiêu cực nữa các anh chị. Các anh chị cứ thử làm đi. Mà đôi khi các anh chị không cần chơi với ai, các anh chị tự chơi với mình cũng được. Các anh chị tự chơi với mình xem thử các anh chị kiếm được bao nhiêu tiền. À cứ mỗi lần mà sao các anh chị? Mình mà than phiền, mình mà tiêu cực chỉ trích á là mình cứ bỏ ra 500 nghìn, bỏ ra một cái con heo, các anh chị bỏ vào một con heo. À ví dụ đang đi trên đường, suy nghĩ cái gì đó mà lẩm bà lẩm bẩm gì đó, cái phát ra một câu tiêu cực là tự nhớ nha. Để mà làm gì các anh chị? Về tối về, cái việc đầu tiên về vừa làm á không phải là ôm vợ, không phải hung vợ gì hết, ngay lập tức bỏ 50 ngàn cho con heo, tại sáng nay đi ngoài đường lẩm bẩm than phiền. À phải bỏ heo ngay lập tức cho quên các anh chị. Các anh chị làm như vậy cuối năm mà các anh chị đập heo ra không nhiều tiền mới là lạ luôn các anh chị. Nên là những cái này là bỏ nha các anh chị. À mình sẽ phải bỏ. Ok. Nhiều chuyện các anh chị. À có nghĩa là gì các anh chị? À người ta nói như này nè. À về cái xếp hạng á, à con người có xếp ba cái xếp hạng các anh chị. Cái xếp hạng đầu tiên á, cái người mà gọi là thấp nhất á là cái người chỉ nói về người khác thôi các anh chị. À đó là cái hạng thấp nhất, là cái người mà đi đâu cũng chỉ nói về cái người khác thôi, nói xấu nào là cái người này như kia, cái người kia như thế nào, là luôn luôn nói về người khác các anh chị. Đó là cái người thấp nhất. Cái người mà ở mức trung bình đó các anh chị, ở hàng ở giữa là cái người mà chỉ nói về sự kiện. Có nghĩa là gì? À ngày mai có cái sự kiện này xảy ra, ngày mốt có cái sự kiện kia xảy ra, rồi thế giới nó đang như thế này, thế giới nó đang như thế kia, bữa trước Sơn Tùng nó như thế này, Sơn Tùng như thế kia, rồi đang có cái vụ việc này, đang có cái vụ việc kia các anh chị. À có nghĩa là gì các anh chị? Mình chỉ toàn nói về cái sự kiện thôi. Nhưng mà cái người mà cao cấp nhất các anh chị là cái người mà chỉ nói về ý tưởng thôi các anh chị. Bây giờ các anh chị có nói về cái sự kiện này, cái sự kiện kia, các anh chị có nói về cái người này, cái người kia đi nữa, thì sau cùng nó cũng đâu có làm cho cái túi tiền của mình nó đầy lên đâu. Sau cùng á, những cái việc đó nó cũng đâu có làm cho cái tượng David của các anh chị nó thành hình ở đâu các anh chị. Trong cái tượng David của các anh chị nó đâu có cái chỗ nào cho cái câu chuyện của người này hay là cái sự kiện này, cái sự kiện kia đâu các anh chị. Rõ ràng nó đâu có đâu. Cái tượng David của mình, cái bức tranh của mình á, nó chỉ có là gì các anh chị? Nó chỉ có mình, nó chỉ có gia đình của mình, nó chỉ có tương lai của mình trong 3 năm nữa thôi. Vậy thì bây giờ mình đi nhiều chuyện làm cái gì đúng không các anh chị? Mình bỏ nó qua một bên các anh chị. Cái thời gian đó mình dùng để mình phát triển bản thân, mình dùng để mình phát triển, mình dùng để mà mình suy nghĩ về những cái ý tưởng. Và nếu như mình có nói thì mình nói về ý tưởng, mình nói về giải pháp các anh chị. Giống như sau này khi mà các anh chị gặp một cái vấn đề vậy, các anh chị có thể nói về những cái khó khăn, các anh chị có thể nói về những cái thử thách, các anh chị có thể nói về những cái vấn đề. Nhưng mà kèm vào đó các anh chị, thì các anh chị nên là gì các anh chị? Các anh chị nên cho nó thêm những cái tính tích cực, các anh chị nên cho nó thêm những cái giải pháp. À các anh chị nên cho nó thêm những cái ý tưởng các anh chị. Bởi vì sao các anh chị? Sau cùng chính những cái điều đó nó mới giúp cho mình đạt được những cái điều mình mong muốn các anh chị nhá. Ok. Nên là mình sẽ bỏ cái điều này nha các anh chị. Rồi, bây giờ là 9:30 rồi. Các anh chị cho phép ấn được nói tới mấy giờ đây? À, riêng cái chương trình này, một cái chương trình rất là đặc biệt, có rất là nhiều cái thông điệp mà muốn trao đổi, thật ra mình muốn trò chuyện với các anh chị thôi. Đôi khi là những cái này á, là các anh chị đã biết hết rồi. Nhưng mà mình muốn là dạ, thông qua cái buổi ngày hôm nay của mình á, nó kết nối các anh chị gần hơn tới những cái điều đó. Nó giúp cho các anh chị có một cái động lực để mà các anh chị phải nghiêm túc, các anh chị ngồi xuống, các anh chị làm cái điều đó. Thì nó đã là một cái sự thành công rồi. Nên là gì các anh chị? Riêng cái chương trình này á, thì mình xin phép các anh chị là mình bị lố giờ một chút xíu. Và có thể là mình sẽ kết thúc đâu đó tầm khoảng 10 giờ kém. Các anh chị đồng ý không? Nếu như mà các anh chị đồng ý thì các anh chị comment xuống dưới nha. Đó. Mình có nghĩa là gì các anh chị? Ở cái năm 2022 này á, thì mình cũng sẽ là gì các anh chị? Mình cũng ở cái việc mà mình rèn luyện trí á, mình có nghĩa là mình phải đánh bóng nó, mình làm cho nó không bị vẫn đục các anh chị. À ví dụ như là gì các anh chị? Cái việc mà các anh chị không có tiêu cực, cái việc mà các anh chị không nhiều chuyện thì nó đã là tốt rồi. Tuy nhiên nếu như mà các anh chị cứ thường xuyên xem tin tức, à người ta gọi tin tức là gì các anh chị? Tin mà mình xem mà nó tức
À, thì người ta gọi là tin tức các chị. Tin tức là cái tin mà các chị xem thì nó tức, thì nó gọi là tin tức các chị. Có một số những cái tin tức, à còn những cái nào mà nó để mà mình update thêm cái thông tin về cái kiến thức về mặt xã hội thì nó quá tốt các chị. Nhưng mà những cái tin tức mà các chị đọc về cái ngôi sao này, ngôi sao kia, về cái người này, về cái người kia, về cái sự kiện này, sự kiện kia các chị. Các chị đọc những cái tin tức đó rồi các chị đọc từ cái tin này qua tin khác thì đôi khi nó không tốt các chị. Ví dụ như các chị đọc về cái trường hợp gần đây á, nó có là gì, một bé gái 8 tuổi bị bạo hành đúng không? Thì bây giờ các chị chỉ cần đọc một cái bài đầu, à nắm được cái thông tin, và một cái bài cuối là mình xem cái cách xử lý là như thế nào. Hai vợ chồng, à, hai cái người ông bố và cái cô người yêu có bị xử lý như thế nào không, là xong rồi các chị. Nhưng có rất là nhiều người mình sẽ không có đọc cái tin tức giống vậy, mà mình sẽ là gì, mình đọc hết từ cái bài báo này tới bài báo kia, mình đọc hết từ cái phân tích của chuyên gia này tới chuyên gia kia các chị. À, và những cái điều đó nó không giúp ích gì cho các chị, nhưng mà nó làm mất thời gian của các chị. Sau cùng á, thì nó không có giúp cho chúng ta có thể phát triển thêm được các chị. Nên là ở một số những cái chỗ, một số những cái thông tin, một số những cái tin tức các chị bỏ nó đi. À, một số những cái báo chí mà những cái thông tin không cần thiết mình bỏ nó đi các chị, không nên dành thời gian cho nó, mà mình dành cái thời gian để phát triển cho cái trí của mình các chị. Mình mài dũa cho nó sắc bén. Nếu như có một trong những cái mà các chị nên dành thời gian, à mình sau khi mà các chị loại bỏ được những cái độc tố này, các chị loại bỏ được những cái khoảng thời gian mà nó vô bổ, nó không có dành cho cái việc phát triển tâm trí của các chị, thì lúc này các chị mới có thời gian này để các chị dành cho tâm trí này. Nếu như có những một trong những cái mục tiêu mà các chị nên đặt cho năm 2022 đó là các chị nên có một cái mục tiêu về mặt đọc sách các chị. Ngay ngày mai các chị có thể khai trương cái thư viện sách của các chị. Thư viện sách của các chị, có thể rằng là cái thư viện sách của các chị hiện tại nó chưa có cuốn nào hết, nhưng ngay ngày mai các chị cứ khai trương nó đi. Khi mà các chị khai trương nó rồi, các chị có thể ngay lập tức các chị đi tìm mua một cái gọi là cái kệ sách, các chị tìm một cái góc nào đó trong nhà mà nó có thể mang lại cái năng lượng cho các chị, một cái góc nào đó mà nó gọi là gì, các chị khai gọi là rộng rãi, một cái góc nào đó mà nó thoáng mát các chị, một cái góc nào đó nó có thể giúp cho các chị cảm thấy hưng phấn, các chị đặt vào đó một cái kệ sách, và ngay ngày mai các chị có thể mua những cái cuốn sách đầu tiên để vào đó các chị, ngay ngày mai. Và trong năm 2022 này mình sẽ là gì các chị, mình sẽ rèn luyện cái thói quen đọc sách. Tại vì sao các chị? Chính vì cái việc đọc sách đó nó sẽ giúp cho bản thân các chị có thể là phát triển cái trí của mình nó rất là tốt các chị. À, phát triển cái tư duy của mình nó rất là tốt. Vậy thì đó, thay vì mình xem tin tức thì mình đọc sách các chị. Rồi nếu như mà anh chị nào đi xe á, giống như bản thân Ấn đi xe đi, thì mình sẽ nghe đĩa CD các chị. Mình nghe đĩa CD. Tuy nhiên anh chị nào đi xe máy thì mình cũng không khuyến khích lắm. Các chị ở ngoài miền Bắc thì đa phần là mình đi xe hơi hết. Thì trên xe hơi á, thay vì cái thời gian mà mình dùng nó để mà mình nghe nhạc, nghe cái này nghe cái kia các chị, lâu lâu mình nghe thôi. Còn lại các chị nghe đĩa CD đi các chị. Các chị nghe đĩa CD á, các chị thay vì các chị để nó x1, có nghĩa nó chậm á, thì các chị làm gì, các chị tua nhanh nó đi, các chị x1.5 nó lên, và các chị tập trung nhiều hơn, thì tự nhiên là cũng cái kiến thức đó các chị sẽ hấp thu được nhiều hơn các chị. Đó là những cái gợi ý cho các chị để mà các chị có thể là gì, phát triển cái trí của mình các chị. Các chị phải thực sự rất là cam kết với những cái điều đó để mà các chị có một năm 2022 nó khác biệt hoàn toàn các chị. Và các chị đang tìm kiếm cái sự phát triển, cái sự thay đổi đó từ bên trong mình mà các chị, không viện cớ các chị. Con người mình chỉ có hai sự lựa chọn thôi các chị, hoặc là mình kiếm cớ hoặc là mình kiếm cách thôi các chị. Cái bộ não của mình nó rất là hay các chị. Nếu như ngày mai các chị không muốn tham gia 5AM thì ngay lập tức nó sẽ có một cái bộ não mình, nó sẽ truyền ra một cái thông điệp rất là mạnh mẽ cho các chị, để các chị có một cái cớ để ngày mai các chị không tham gia 5AM. Đó là gì? Ngày mai là cái ngày đầu năm mà, ngày mùng 1 mà, ai tham gia 5AM bao giờ. Tối hôm qua mới tham gia chương trình tổng kết năm, tới 10 giờ đêm mới xong. Rồi làm cái này làm cái kia tới 12 giờ đêm mới xong. Trời ơi mà lạnh lắm, không tham gia đâu. Không tham gia ngày mai thì ngày mốt tham gia cũng được, có sao đâu. Có nghĩa là gì các anh chị? Mình suy nghĩ như thế nào nó cũng đúng hết á. Nên là ông bà mình nói là giờ mình chỉ có thể tìm kiếm hai thứ thôi, hoặc là mình tìm cớ, hoặc là mình tìm cách thôi các anh chị. À, rất là nhiều các anh chị là giờ mình tìm cớ các anh chị, tôi bận cái này, tôi bận cái kia. Bận là cái gì? À, bận đưa chị đi siêu thị, bận dẫn vợ đi chợ, bận dẫn bà vú đi bú. À, rất là nhiều cái bận các anh chị. Nhưng mà các anh chị hình dung tất cả những cái nhân tại bị vì đó là cũng đều là mình kiếm cớ thôi các anh chị. À, nên là gì các anh chị? Người ta gọi á là thành công á thì nó không có cần lời xin lỗi, mà thất bại á thì nó không cần lý do. Khi mà các anh chị thành công rồi á, các anh chị có đắc, có nghĩa là các anh chị có vi phạm cái chỗ này chỗ kia chút thì đôi khi người ta cũng bỏ qua hết cho các anh chị, mà thậm chí các anh chị cũng không cần xin lỗi. Nhưng mà khi mà các anh chị thất bại
Thì dù các chị có đưa ra cái lý do mà nó có thuyết phục tới như thế nào đi nữa, thì sau cùng người ta chỉ nhìn vào kết quả là thất bại thôi các chị. Nên thay vì cái năng lượng, cái thời gian để mà mình nghĩ về cái cớ, cái này, cái kia, thì thôi bây giờ mình tìm cách đi các chị. À, mình nếu mà mình không có gọi là gì các chị, không có kiếm ra cách, thì mình phải đi kiếm cớ. Nhưng mà bây giờ kiếm cớ thì nó đâu có giúp cho mình đạt được cái mong muốn của mình đâu các chị. Vậy thì là gì các chị? Mình kiếm cách các chị. Đằng nào cũng phải kiếm cách thì mình đi kiếm cách các anh chị. Ok không? Rồi, bao nhiêu các anh chị nghĩ rằng là mình sẽ loại bỏ được những cái độc tố này? Còn cái bài tập mà ông nghĩ rằng là các anh chị có thể làm ngay các anh chị. Đó là gì? Đó là thử thách với chính bản thân mình. 50 sợ nhiều quá không có tiền trả, 10.000 được các anh chị. 10.000 được, mà 10.000 sợ không nhiều quá cũng không có tiền trả luôn thì 1.000 cũng được các anh chị. À 1.000 cũng được. Có nghĩa là gì? Cứ mỗi lần mà mình than phiền, mình chỉ trách, mình bỏ ra 1.000. Nhiều các anh chị là gì? Bỏ ra 1.000 trong vòng khoảng 5-10 ngày á, thấy happy, vui. À, nó mới mà, nên nó vui lắm. Nhưng mà qua tới ngày thứ 20, qua tới ngày thứ 30 là bắt đầu thấy cũng hơi ít tiền uống cà phê rồi đó. À, nên là gì các anh chị? Là lúc đó các anh chị sẽ nghiêm túc hơn. Và lúc đó tự nhiên các anh chị sẽ thấy là gì? À, mình sẽ ít than phiền hơn. Mình sẽ ít chỉ trích hơn. Mình sẽ ít tiêu cực hơn. Nếu như mà nói về một trong những cái sự thành công nhất của năm 2022 đó là gì? Mình thành công nhất đó là mình không còn than phiền nữa. Nếu như mà nói về cái sự thành công nhất của năm 2022 là mình có thể tự hào nói là mình không còn chỉ trích ai, mình không còn tiêu cực bất cứ một cái vấn đề gì hết. Các anh chị cứ thử làm cái điều đó đi các anh chị. Trong 3 tháng này các anh chị làm giúp cho ông. Mình cứ tính cái quy trình, chu trình của mình là 3 tháng các anh chị. Đó là gì? Mình sẽ bỏ đi 3 cái việc mà nó làm cho mình mất năng lượng. Các anh chị tập trung focus ngoài cái việc là các anh chị bỏ đi những cái độc tố này, các anh chị giúp chấn làm là đó là 3 cái việc. Các anh chị comment xuống dưới nha. Đó là mình sẽ bỏ đi 3 cái việc mà nó làm cho mình mất đi năng lượng. Các anh chị, ví dụ nha, những cái việc này nó làm cho các anh chị mất năng lượng này. Đó là mình thấy là cái đầu tóc của mình nó bùm sờm quá, nó lúc nào nó cũng bùm sờm hết, nên là mình nhìn thấy nó làm cho mình bị mất năng lượng. Thì các anh chị lúc nào bây giờ mình ra đường mình cũng tóc tai gọn gàng, chải cắt đàng hoàng các anh chị. Rồi ví dụ như là mình thấy cái xe của mình nó dơ quá, nên là khi mà mình nhìn cái xe của mình cái tự nhiên mình thấy nó mất năng lượng các anh chị. Thì ngay lập tức là các anh chị bỏ đi nó các anh chị. Các anh chị đi rửa xe ngay lập tức. Hay các anh chị nhìn thấy cái nhà của mình nó dơ quá, hay là có những cái góc nào đó nó bừa bộn quá, nó làm cho mình bị mất năng lượng, nó mình bị tiêu hao cái này cái kia các anh chị. Ngay lập tức các anh chị bỏ nó đi. Nên là trong 3 tháng, cứ mỗi 3 tháng thì các anh chị hãy tập trung vào những cái việc mà bỏ đi 3 cái việc mà làm cho các anh chị mất năng lượng. Rồi các anh chị sẽ thêm vào 3 cái việc mà nó giúp cho các anh chị có thêm năng lượng các anh chị. Các anh chị trong 3 tháng đó các anh chị tập trung thực hành đúng những cái việc đó thôi. Đó là gì? Bỏ 3 cái việc mất năng lượng. Có nghĩa là mình sẽ không bao giờ dính vô 3 cái việc đó nữa để mà nó làm cho mình bị mất năng lượng. À, và mình sẽ tăng thêm 3 cái việc này để mà nó làm cho mình thêm năng lượng các anh chị. Các anh chị cương quyết làm nó trong vòng 3 tháng liên tục, làm cho được cái điều đó. Và mình nếu như mình đi theo chu kỳ của 1 năm là mình sẽ có 4 lần như vậy. Thì một năm mình sẽ có 12 cái việc mình bỏ đi được để mà mình nó làm cho mình mất năng lượng, và mình tăng thêm được 12 cái việc làm cho mình có năng lượng các anh chị. Vậy thì chắc chắn cuối năm 2022 không biết cái thành công của mình nó lớn tới như thế nào, nhưng ít nhất về cái mặt năng lượng, ít nhất về cái mặt tâm trí các anh chị, thì mình đã là một cái sự thành công rồi các anh chị. Và chỉ cần mình thành công, chỉ cần cái cánh cửa bên trong của mình nó bắt đầu được hé ra rồi, nó được bắt đầu được mở dần ra rồi, thì không có lý do gì mà các anh chị không có đạt được cái sự thành công từ cái phía bên ngoài các anh chị. Nên có một cái câu nói như này các anh chị, đó là gì? Cái kết quả, có nghĩa là kết quả nó đến, cái thành công mà nó đến, nhưng mà cái con người của mình mà nó chưa có phát triển á, thì cái sự thành công đó nó chỉ là tạm bợ thôi. Nhưng mà nếu như mà cái kết quả nó chưa có đến, cái sự thành công nó chưa có đến, nhưng mà con người của mình đang phát triển và con người của mình đã bắt đầu gặt hái được những cái sự thành công, thì cái kết quả đó nó cũng chỉ là tạm bợ thôi các anh chị. Cái kết quả mình chưa thành công nó chỉ là tạm bợ, nó chỉ là ngắn hạn thôi các anh chị. Nên là gì các anh chị? Các anh chị chỉ cần tập trung vào cái việc phát triển bản thân mình, nó sẽ rất là quan trọng các anh chị. Ok. Rồi sau khi á mà mình nói về cái gọi là gì các anh chị? Nói về thân rồi, tâm rồi, gọi là nói về trí rồi, thì bây giờ mình sẽ qua là gì các anh chị? Qua thân, là qua cái body. Vậy thì trong năm 2022 này nè, mình sẽ có những cái mục tiêu gì? Mình sẽ viết nó ra rất là rõ ràng và rất là chi tiết
mình đặt ra những cái thử thách, những cái mục tiêu để mà mình có thể thay đổi về cái body, về cái thân của mình các anh chị. Ví dụ như tập thể dục, ví dụ như là ăn đủ chất nè, rồi ăn đúng nè, uống đủ nè, rồi ví dụ như là gì các anh chị, mình thay đổi cái vóc dáng của mình chẳng hạn như vậy. Các anh chị hãy tìm ra cho mình những cái để mình có thể thay đổi cái body của mình, cái thân của mình các anh chị. Người ta nói như này nè, có nghĩa là gì, mình đã sống biết bao nhiêu năm nay rồi, ví dụ như mình sống 30 năm rồi, mình nghĩ rằng là cái việc ăn uống là một cái lẽ thường tình ai cũng làm, rồi cái việc mà đi đứng cũng là thường tình ai cũng làm, cái việc mà nghỉ ngơi ngủ nghỉ thở cũng là việc thường tình. Nhưng mà các anh chị có biết không, là đa phần mọi người ấy, đều là ăn chật, uống chật, ngủ chật, nghỉ chật và vận động chật các anh chị. Tức là gì? Những cái việc mà mình làm mỗi ngày bình thường như thế này, nhưng mà nó không có đúng, nó không có chuẩn, và nó dẫn tới những cái hệ lụy, những cái kết quả. Hiện tại á, mọi người đang mặc định là khi mà mình 40 tuổi, 50 tuổi mình sẽ có cái vấn đề này, cái vấn đề kia các anh chị. Mình sẽ có bị cái bệnh này, bệnh kia. Và mình mặc định nó là hiển nhiên các anh chị. Nhưng mà đa phần tất cả những cái hiển nhiên nó đến từ cái việc mà mình bị chật các anh chị. Người ta nói là gì? Nếu như một người mà ngồi mà trên 6 tiếng các anh chị, là mình đang ngồi sát cái nghĩa trang các anh chị. Các anh chị có biết cái thông tin này không? Đó là cái thông tin bác sĩ nói các anh chị. Mình mà ngồi suốt 6 tiếng đồng hồ các anh chị, là mình đang ngồi sát cái nghĩa trang. Nên đôi khi mà các anh chị ngồi mà ngồi lâu quá, các anh chị nhìn mà thấy sau lưng mình nó lạnh lạnh, hay là nhìn trên gáy nó lạnh lạnh, là các anh chị hiểu cái lý do rồi. Nên là gì, các anh chị mình phải có những cái khoảng thời gian mà mình vận động, mình phải có những cái khoảng thời gian mà mình tập thể dục. Nó biến nó thành những cái thói quen, nó tạo thành những cái nghi thức các anh chị. Vận động nó sẽ giúp cho các anh chị có năng lượng, vận động nó sẽ giúp cho cái việc mà tâm trí của các anh chị nó được khai mở tốt hơn các anh chị. Nên là gì các anh chị, những cái này là những cái mà các anh chị phải áp dụng. Và sau cùng á, chỉ có duy nhất một thứ mà nó thuộc về mình thôi các anh chị, đó là sức khỏe thôi các anh chị. Tiền thì nó cũng sẽ mất đi. Nên là gì các anh chị, sau cùng á, sức khỏe nó mới thuộc về mình. Nên một trong những cái mà gọi là cái tiêu chí sống á, mà người ta hay nói là gì các anh chị biết không, đó là gì ạ? Đó là sống lâu chết nhanh, không của để dành. Sống lâu chết nhanh, không của để dành, chết có nhiều người khóc, chết có nhiều người đưa các anh chị, đúng không các anh chị? Nên là nhiều anh chị á, là mình bị ngược lại, sống thì nhanh, chết thì lâu. Có nghĩa là sao các anh chị? Mình nằm trên giường bệnh, mình gọi là vì mình bị bệnh này bệnh kia mà các anh chị, nên cái cuộc sống của mình nó bị khổ sở lắm. Nên là mình phải thay đổi nó các anh chị, mình phải đổi lại thành là gì ạ? Cái cuộc sống mà nó hạnh phúc là gì các anh chị? Các anh chị có thể ghi xuống nha, để mà các anh chị có thể thực tập. Đó là gì? Sống lâu, chết nhanh, không của để dành, nhiều người đưa tiện các anh chị. Không của để dành có nghĩa là gì? Sau khi mà mình chết, mình không có phải là còn cái khoản tiền này chưa có tiêu, còn cái khoản tiền kia chưa có xài. Có nghĩa là mình đã cho con của mình rồi này nọ, tất cả mọi thứ rồi, nhưng mà còn lại là mình phải đã dùng cho bản thân mình hết rồi. Nó không có cái gì mà gọi là bị lố, không có cái gì mà không có xài được, hay là không có gì phải ân hận hết các anh chị. Nên là các anh chị, đó là cái điều mà mình nên làm với cái body của mình các anh chị. Mình có những cái thay đổi về cái mặt thân thể của mình. Vậy thì ngay ngày mai các anh chị hãy viết xuống 5 cái mục tiêu để mà phát triển thân của mình. Các anh chị viết xuống nha. Hồi nãy là những cái điều mà mình đã viết xuống rồi, thì ngày mai các anh chị sẽ phải viết xuống là 5 cái mục tiêu để phát triển thân. Ở cái phần trí hồi nãy á, các anh chị cũng viết xuống cho Ấn là 10 cái mục tiêu mà các anh chị sẽ viết xuống để mà phát triển trí các anh chị. 10 cái điều mà các anh chị sẽ làm để mà phát triển trí là gì? 5 cái điều mà các anh chị sẽ làm để mà phát triển cái bản thân của mình là gì các anh chị? Rồi, sau cùng, đó là mình phát triển tâm các anh chị. Tâm của mình có nghĩa là sao các anh chị? Người ta nói như này các anh chị, thành công á, nó là khoa học, nhưng mà hạnh phúc á các anh chị, nó là nghệ thuật các anh chị. Có nghĩa là gì các anh chị? Hạnh phúc á, nó là tùy cái cảm xúc của mỗi người, tùy cái cảm nhận của mỗi người. Không phải là cứ nhiều tiền là hạnh phúc. Có rất là nhiều người là ông này bà nọ, nhưng mà người ta không hạnh phúc các anh chị. Nhưng mà có những người ta không nhiều tiền nhưng mà người ta vẫn hạnh phúc. Đối với người ta, mình luôn luôn nhìn thấy cái gương mặt của họ nó ánh lên một cái nét nào đó, nó rất là rạng ngời các anh chị, bởi vì người ta hạnh phúc các anh chị. Nên các anh chị nhớ cái câu đó nha. Thành công nó là khoa học. Mình muốn có một cái thành công gì đó, nó phải có cái sự khoa học trong đó. Thì mình mới thành công được. Ví dụ như Mai Hậu trở thành tổng đại lý vùng của BC, thì nó phải có cái khoa học. Rồi những cái đại lý mà trở thành đại lý chi nhánh, tổng đại lý vùng hay là tổng đại lý, người ta phải có cái khoa học trong cái công việc người ta làm BC. Hoặc kể cả mình làm một công việc nào đó để thành công, thì nó phải có cái sự khoa học trong đó. Nhưng mà hạnh phúc các anh chị, nó là nghệ thuật các anh chị.
Hạnh phúc nó là nghệ thuật nha các anh chị. Nên là các anh chị lưu ý cái điều này, để mà mình tự tìm ra được những cái mà nó làm cho mình an yên, nó làm cho mình có được những cái mà mình nuôi dưỡng cái nội tâm của mình các anh chị. Ví dụ như nếu như mà các anh chị hình dung là gì, nó có hai cái loại sức mạnh. Cái sức mạnh thứ nhất, ví dụ như là gì các anh chị, à đó là cái sự ở bên ngoài, mình giàu có, mình có nhà lầu, mình có xe hơi, rồi mình có cái quyền chức như này, mình có những cái mối quan hệ trong xã hội như này như thế kia các anh chị. À ví dụ như mỗi người ta có một cái nem cạc, và khi mà người ta đưa cái nem cạc ra thì người ta rất là tự hào, bởi vì trên cái nem cạc nó có một cái chức danh, à có một cái title của người đó là ông này bà nọ, giám đốc, phó chủ tịch, hội đồng quản trị hay như nào đó. Nhưng mà thật ra là gì các anh chị, có rất là nhiều người người ta mất tất cả những cái này trong một đêm. Nếu như mà mình chỉ dựa vào cái sức mạnh này thôi các anh chị thấy có những cái người mà người ta đang ở đỉnh cao của danh vọng, về quyền lực, về tiền tài, nhưng mà sao các anh chị, nhưng mà là gì, người ta mất hết tất cả mọi thứ sau một đêm. Nhưng mà có những người thì sao các anh chị, người ta không có những cái đó, nhưng mà người ta theo đuổi một cái thứ sức mạnh khác các anh chị, đó là cái sức mạnh ở bên trong, đó là tính cách, đó là cái sự tự chủ, là tính kỷ luật, là lòng quyết tâm, là cái hoài bão lớn các anh chị. Và những cái này nè, nó giúp cho một người phát triển và thành công nó rất là bền vững các anh chị. Các anh chị hãy lưu ý nhé, nếu như bây giờ mình chưa thành công nhưng mà bên trong của mình nó đang phát triển các anh chị, thì cái việc mà mình chưa thành công nó chỉ là nhất thời thôi, chỉ là tạm thời thôi các anh chị. Và cái việc của mình là mình hãy hoàn thiện những cái thứ ở bên trong của mình hơn nữa. Vậy thì nếu như mà năm 2022 này á, mình phải dành thời gian hơn nữa, thì mình hãy dành thời gian để phát triển những cái thứ bên trong này của mình các anh chị. Và thế giới á, nó không đẹp hơn vì là có thêm một người, có thêm một chiếc xe hơi, có thêm một người, có thêm tiền, có thêm cái này, thêm cái kia các anh chị. À nên là các anh chị sẽ thấy là gì? Trên Facebook của BC hay là những cái người thành công của BC, mình không khuyến khích và mình cũng không bao giờ mong muốn các anh chị là gì? Mình sẽ nói mình có cái này, mình có cái kia, cái đó nó không có giúp cho thế giới đẹp hơn. Mà những cái mà nó đến từ bên trong, cái việc mà mình hoàn thiện bản thân mình hơn, cái việc mình phát triển mình trở thành một con người có ý nghĩa, có ích hơn, nó sẽ đóng góp và nó sẽ giúp cho, gọi là gì các anh chị, cái sự phát triển của xã hội này hơn. Và sau cùng, những người xung quanh của mình, người ta cần cái điều đó hơn là cái việc mà mình có thêm một chiếc nhà, có thêm một cái xe các anh chị. À đó mới là cái điều mà mình hướng tới nha các anh chị. Nên là mẹ Teresa người ta có một cái câu nói như này các anh chị: thế giới sẽ tốt đẹp hơn nếu như mà mỗi người mình làm cho cái sân nhà của mình sạch hơn các anh chị. Mình không cần phải nghĩ tới là cái việc là mình phải lao động cũng ít cái chỗ này cái chỗ kia hay là như này như kia đâu các anh chị. Đầu tiên mình phải làm cho cái sân nhà của mình sạch hơn đã. Đầu tiên mình hãy phát triển những cái nội tâm của bên mình đi các anh chị. Nếu như mà trong năm 2022 mình tập trung mình phát triển, thì ấn đề thì các anh chị tập trung phát triển hai thứ. Thứ nhất đó là cái tinh thần cảm tạ các anh chị, tinh thần cảm ơn. Có nghĩa là cái gì? Nhiều các anh chị mình mở mắt ra, mình bắt đầu một ngày mình cảm thấy nó không có cái giá trị gì hết, hay là mình cảm thấy nó cũng bình bình. Nhưng mà ngay khi các anh chị vừa mới bước chân xuống giường thì cái điều đầu tiên là các anh chị cảm ơn. Các anh chị cảm ơn thì các anh chị còn bước chân xuống giường được. Các anh chị có nhiều người ta đâu bước chân được xuống giường đâu. Rồi ví dụ như là gì các anh chị? Có nhiều người á, là người ta là gì các anh chị, à thử cái bộ đồ này, thử cái bộ đồ kia, cảm thấy mệt cho cái quá trình thử đồ đó quá, hay là mình đi làm mình cảm thấy xa quá hay là như thế nào đó, thì mình phải cảm ơn. Cảm ơn vì là mình còn được đi ngoài đường, chứ có nhiều người ta đâu được đi ngoài đường đâu các anh chị. À vậy thì mình bất cứ một cái điều gì dù là nhỏ nhất mình phải cảm ơn. Mình bước xuống giường mình được gọi là gì, người thân của mình, vợ của mình, chồng của mình là ngồi ăn sáng cùng hay là chuẩn bị cho mình một bữa ăn sáng, thì mình phải là gì các anh chị, mình cũng phải có cái sự cảm ơn. Và các anh chị cứ tin lắm đi, nếu như mà các anh chị cứ thực hành cái lòng cảm ơn này liên tục, các anh chị tự nhiên các anh chị thấy cuộc đời mình nó đẹp lắm. Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy mà các anh chị, ta còn có thêm một ngày mới để yêu thương. Đôi khi các anh chị, cái này là mình nói về cái việc mà dạy con, các anh chị lâu lâu các anh chị phải để ý tới con của mình nha. Nếu như con của mình mà nó không có cái sự thương xót, nó không có cái sự cảm thông trước những cái mảnh đời, trước những cái số phận á, cái đó là một cái sự nguy hiểm các anh chị. À mình phải rèn luyện cho con mình những cái điều đó, và cái đó nó có thể rèn luyện được, và nó xuất phát từ chính bản thân mình. Và cái thứ hai các anh chị là mình rèn luyện cái sự tử tế các anh chị. À đầu tiên khi mà mình rèn luyện cái sự cảm ơn, mình sẽ cảm thấy cái cuộc đời này nó giá trị. Và khi mà mình làm được cái điều đó rồi á, thì mình sẽ rèn luyện một cái thứ hai nữa là tử tế. Tử tế nghĩa là gì các anh chị? Nhiều người ta định nghĩ vui như này các anh chị. Tử tế là cái gì? À có nghĩa là khi mà mình tử á, thì có nhiều người ta tới tế thì gọi là tử tế các anh chị. À có nghĩa là gì? Khi mà mình chết có nhiều người tới viết. Khi mà mình gọi là người ta hay nói là gì? Mình phải sống làm sao á, để mà khi mà mình sống, khi mà mình chào đời thì là mình khóc còn tất cả mọi người cười. Còn khi mà mình qua đời thì là tất cả mọi người đều là gì, khóc còn mình thì cười.
Đó là cái cách để mà các anh chị có thể thực hiện cái lòng tử tế của mình đó. Và các anh chị có thể thực hiện bằng cách như này nè. Sau cùng, vào cái ngày cuối cùng của năm 2022 thì các anh chị có thể kết luận một điều, đó là mình không có tìm thấy ai mà tử tế hơn mình. Mình là người tử tế nhất mà mình từng gặp các anh chị. Cái sự tử tế này nó không có cần cái việc là các anh chị phải có nhiều tiền. Không phải cần là mình nhiều tiền thì mình tử tế được các anh chị. Cái tử tế ở đây đơn giản là gì? Ngày mai mình ra đường, mình thấy là gì? Cái dép của mọi người đang để lộn xộn, sắp cái dép đó lại. Rồi mình thấy là cái cuốn sách, cái chỗ này chỗ kia nó bừa bộn, mình sắp xếp nó lại đàng hoàng. Rồi cái sự tử tế ở đây là gì? Mình thấy một cái đứa bé mà nó tội nghiệp, nó đáng thương, mình cho nó 2.000, 3.000, 5.000, mình giúp cho nó cái này cái kia. Hoặc đơn giản là mình có cái suy nghĩ về cái việc giúp cho cái điều này, cái điều kia thôi. Nó cũng là một cái sự tử tế rồi các anh chị. Và những cái sự tử tế này nè, nó làm cho mình phát triển được ở bên trong của mình các anh chị. Cái nội tâm của mình nó sẽ phong phú hơn. Chứ không phải rằng là cứ phải là gì các anh chị, mình theo đuổi những cái như là tổng đại lý vùng hay là những cái đó thì nó rất là tốt. Nhưng nó đi từ những cái điều nhỏ nhặt nhất ở bên trong của mình các anh chị. Mình làm nó mỗi ngày, mình thực hành nó mỗi ngày thì chắc chắn năm 2022 của các anh chị nó sẽ rất là trọn vẹn. Các anh chị đừng có làm nó theo hứng, các anh chị đừng có làm nó theo phong trào, các anh chị đừng có làm nó như kiểu là gì ngày hôm nay ấn nói thì các anh chị mới làm. Các anh chị hãy dành nguyên chọn một năm 2022 này để mình thực hành cái điều đó luôn đi các anh chị. Các anh chị dành trọn vẹn nó để bắt đầu từ những cái điều nhỏ nhặt nhất như vậy đi. Rồi sau đó vào cái ngày cuối cùng của năm 2022, chúng ta sẽ có một cái khoảng thời gian để mà làm gì các anh chị? Để mà mình review lại. Thì lúc đó các anh chị có thể tự hào rằng là gì? Năm 2022 là cái năm mà mình cống hiến nhiều nhất, là cái năm mà mình phục vụ nhiều nhất, là cái năm mà mình cảm thấy hạnh phúc nhất, là cái năm mà mình thấy rằng là mình sống giàu nhất. Sống giàu ở đây đôi khi nó không phải là giàu về vật chất đâu các anh chị, mà giàu về cái tinh thần, giàu về cái tâm hồn của mình. Mình sống tự do, mình sống tự tại, mình có cái sự cho đi trong cái khuôn khổ của mình, trong cái khuôn phép của mình. Mình sống có một cái sự thông thả các anh chị. Mình sống mà mình không cảm thấy áy náy với bất cứ một ai hết. Đó là những cái điều mà mình nên làm cho năm 2022 này. Nó thay đổi hoàn toàn các anh chị. Và nó phải được viết xuống các anh chị. À các anh chị phải viết xuống nha. Chứ nó không đơn thuần là mình nói các anh chị nghe hay, các anh chị nghe thấm xong mai quên hết. Nên là ngay ngày mai, đó là lý do tại sao ông mới nói các anh chị phải dành ra 2 tiếng này. Các anh chị có thể nốt lại những câu hỏi này, các anh chị ông sẽ đặt ra cho các anh chị những câu hỏi này. Các anh chị sẽ làm gì để năm 2022 được xem là năm sống giàu nhất của các anh chị? Cái từ sống giàu là nó trọn vẹn nhất rồi các anh chị. Nó đầy đủ tất cả những khía cạnh nhất rồi các anh chị. Là bao gồm là gì? Tử tế. Bao gồm là gì? Cho đi. Bao gồm là sự thông thả, rồi bao gồm là sự phục vụ, bao gồm là sự phóng cống hiến, tất cả mọi thứ nó nằm ở bên trong của chúng ta các anh chị. Đó là cái nội tâm của mình các anh chị. À ok không các anh chị? Rồi. Đó. Có nghĩa là gì? Nó thay đổi từ những cái điều đó thôi các anh chị. Năm 2022 nó sẽ rất khác với năm 2021. Nó bắt đầu từ những cái điều đó, nó được ghi xuống rất kỹ lưỡng. Mình sẽ làm những cái điều đó và mình sẽ không làm những cái điều gì đó. Nó quan trọng như vậy thôi các anh chị nhé. Rồi, và sau cùng, một cái câu hỏi lớn mà các anh chị phải viết xuống, và có thể rằng các anh chị sẽ chưa trả lời được nó ngay đâu, nhưng đây là cái điều mà các anh chị phải tìm. Tất cả những cái gọi là bậc guru trên thế giới ở thời điểm hiện tại, tất cả những cái người coaching, tất cả những cái người mà người ta đang phát triển năng lực cho những cái người một kèm một, có nghĩa là người ta bỏ ra 10.000 đô, 20.000 đô để mà coach cho những người khác, thì đây là cái trường phái mà tất cả những người đó người ta đang muốn làm và nó hiệu quả các anh chị. Đó là đặt ra một cái câu hỏi lớn để cho chính cái người tham gia vào cái buổi coach đó các anh chị, người ta có thể học được và tự trả lời được các anh chị. Các anh chị tự trả lời cho mình cái câu này nha. Đôi khi các anh chị chưa trả lời được ngay đâu. Bản thân ấn thì may mắn là mình đã tìm được câu trả lời này rồi các anh chị. Và từ cái câu trả lời này nó giúp cho cuộc sống của mình thay đổi. Bản thân ấn nghĩ rằng là tất cả những cái người thành công, cái độ thành công của họ lớn tới đâu phụ thuộc vào cái việc họ trả lời những cái câu này một cách rõ ràng và sâu sắc tới đâu các anh chị. Nên đây là một cái câu hỏi lớn mà ấn muốn đặt ra cho các anh chị trong năm 2022 này. Đó là gì các anh chị? Nếu như bạn phải tập trung vào một việc và làm duy nhất một việc để việc này mang lại niềm vui và sự phấn khởi lớn lao cho suốt cuộc đời của bạn thì đó là việc gì? Có nghĩa là gì các anh chị?
À, sau cùng khi mà mình đã thực hành về thân, về tâm, về trí, mình đã phát triển được tất cả những cái điều đó trong 365 ngày rồi, thì có một thứ mình cần phải phát triển song hành nữa các anh chị. Đó là cái năng lực của mình. Có nghĩa là gì các anh chị? Mỗi người á, mình sẽ có một cái thế mạnh. Thay vì mình là ông này bà nọ, thay vì mình làm được cái điều này điều kia các anh chị, thì mình sẽ trả lời cho mình được. Vậy thì cái thế mạnh của mình, cái điều gì là cái điều đặc biệt của mình, cái điều gì là nếu như là cái điều đó là điều mà mình tập trung á, thì mình có thể tạo ra một cái kết quả cực thật sự là ấn tượng. Mỗi người sẽ có một cái điểm mạnh ở đó các anh chị. Các anh chị phải va chạm nhiều, các anh chị sẽ phải trải qua nhiều nữa, các anh chị phải mở lòng của mình để cho phép mình được tìm kiếm cái cơ hội để tìm ra cái đáp án này các anh chị. À, nếu như mình phải tập trung vào một việc và làm duy nhất một việc, đôi khi á, mà các anh chị tập trung á, nó có thể không có giống với cái việc mà các anh chị làm duy nhất. À, hai cái việc này nó có thể khác nhau nhưng nó cũng có thể là giống nhau nha các anh chị. Nhưng mà các anh chị phải trả lời được cái điều này. Bản thân Ấn, sau khi mà mình tìm ra được cái đáp án này các anh chị, tại sao mà Ấn có thể làm với Sơn, làm với Lương tới nay là mười mấy năm rồi các anh chị, và mình có thể phát triển tới tận cái thời điểm như này? Đơn giản vì mình biết mình mạnh cái gì, mình biết rằng là cái sở trường của mình là cái gì, cái thế mạnh của mình là gì. Nếu như các anh chị nói rằng là, các anh chị hỏi Ấn một câu, Sơn mạnh cái gì nhất, Ấn có thể trả lời ngay cho các anh chị được cái điều đó. Nếu như các anh chị hỏi Ấn là Lương mạnh cái gì nhất, Ấn có thể trả lời ngay được cho các anh chị cái điều đó. Bởi vì cái điều đó là cái điều mà trong suốt bao nhiêu năm qua, à, những cái người đó người ta luôn tập trung để người ta phát triển cái điều đó, và người ta thể hiện nó rất là rõ các anh chị. Vậy thì tương tự giống như vậy, các anh chị mạnh nhất cái điều gì? Đây là một cái câu hỏi lớn mà các anh chị sẽ phải trả lời. Có thể rằng năm 2022 các anh chị chưa trả lời được ngay cái câu này, nhưng mình sẽ liên tục suy nghĩ, mình sẽ liên tục chất vấn cho tới khi mình tìm được cái câu trả lời này các anh chị. Đó là gì ạ? Mình sẽ tập trung vào cái việc gì, và mình sẽ làm duy nhất cái việc gì để mà việc này mang lại cái niềm vui, sự phấn khởi lớn lao cho suốt cuộc đời của mình. Ok các anh chị, thì đó là cái thông điệp cuối cùng mà mình muốn nhắn nhủ với các anh chị trong cái buổi tối ngày hôm nay. Nó có hai phần các anh chị, là thiết kế và kiến tạo. Tất cả những cái thông tin trong cái buổi tối ngày hôm nay á, nó chỉ là những cái chỉ dẫn thôi. Nó có rất là nhiều cái thông tin. À, Ấn chia sẻ ở đây, nó Ấn không có ý định là chỉ dạy hay là như nào với các anh chị, mà nó chỉ là một cái sự trò chuyện thôi. À, bản thân mình là một cái người mà mình rất là quý trọng tất cả các anh chị ở đây, những người đã lựa chọn BC. Đối với Ấn thì sao các anh chị? À, ở cái phương diện là một trong những cái người sáng lập BC, mình cảm nhận được cái giá trị mà BC có thể mang lại cho mọi người. Mình được tiếp xúc, mình được va chạm với lại là rất là nhiều câu chuyện của đại lý BC, mình được nói chuyện với rất là nhiều người, và mình cảm thấy vui, mình cảm thấy hạnh phúc vì cái sự thành công, cái sự thay đổi của các anh chị. Nên mình hy vọng là ở trong một cái thời khắc đặc biệt như này thì mình cũng có nhiều cái cơ hội để nói chuyện với các anh chị. Hy vọng các anh chị sẽ không thấy rằng là Ấn nói nhiều, hy vọng các anh chị sẽ không thấy rằng là những cái thông tin mà Ấn nói nó nghe không có phù hợp hoặc là như nào đó. Hy vọng rằng là với 2 tiếng rưỡi vừa qua nó giúp ích cho các anh chị. Và sau cùng thì mình sẽ có một năm 2022 thật sự là rực rỡ. Và trước khi mà mình kết thúc, Ấn chỉ hy vọng rằng là những cái thông tin mà Ấn chia sẻ nó có giá trị và nó không có vô nghĩa bằng một cái sự cam kết của các anh chị thôi. Đó là các anh chị sẽ cam kết ngay ngày mai, các anh chị sẽ dành ra 2 tiếng đồng hồ để mình thật sự nói chuyện với bản thân mình. Mình thật sự làm những cái điều mà nãy giờ trong suốt 2 tiếng rưỡi vừa qua chúng ta đã cam kết với nhau. Và tất cả những điều đó chúng ta làm các anh chị, nó không phải vì Ấn, nó không phải vì BC, nó không phải vì tuyến trên hay là ai của các anh chị hết, mà đơn giản nó vì các anh chị và chính bản thân mình. Chính cái tên mà các anh chị viết xuống lúc đầu giờ á, nó xứng đáng được các anh chị nâng niu, nó xứng đáng được các anh chị dành ra 2 tiếng thật sự nghiêm túc để nói chuyện với nó. Và những năm qua mình đã có thể không làm cái điều đó, nhưng từ năm nay nó sẽ rất khác các anh chị. Từ năm nay nó sẽ rất là khác. Và chỉ cần các anh chị thật sự làm cái điều này, thật sự làm những cái điều nãy giờ này, các anh chị Ấn cam kết với các anh chị luôn, kể từ năm 2022 nó sẽ là năm thay đổi toàn bộ cuộc sống các anh chị. Nó sẽ thay đổi toàn bộ. Không biết cái sự thay đổi nó sẽ dẫn tới đâu, nhưng chắc chắn nó sẽ rất khác so với những cái năm trước đó. Bởi vì mình sống, mình làm, mình thực hiện cái năm đó với một cái bản thiết kế thật sự rõ ràng và thật sự chi tiết. Sau cùng thì Happy New Year, và chúc tất cả các anh chị có một năm 2022 thật sự là sống giàu nha các anh chị. Sống giàu với năm 2022.
là cái thông điệp cuối cùng mà muốn trao gửi tới các anh chị. Cảm ơn tất cả các anh chị đã lắng nghe và chúc mừng năm mới, chúc sức khỏe tất cả các anh chị ạ. Xin chào và hẹn gặp lại ạ. Rồi, cảm ơn founder Trần Thiên Ấn rất là nhiều trong buổi chia sẻ buổi tối ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta đã có cái sự chia sẻ rất là kỹ lưỡng từ anh Trần Thiên Ấn, từ người co-founder cực kỳ tuyệt vời của chúng ta, đã chia sẻ cho chúng ta được cái bản thiết kế của năm 2022. Chúng ta sẽ phải thiết kế như thế nào, chúng ta kiến tạo ra làm sao, chúng ta biết rõ là mình sẽ phải làm gì, mình muốn làm gì. Mình cần phải loại bỏ đi những cái việc không cần làm, những cái việc mà không cho mình nhìn thấy được cái bức tranh rõ nét nhất trong năm 2022, đúng không ạ cả nhà? Vậy thì cái việc làm của sắp tới đây, trong cái giờ phút ngay sau khi cái phòng Zoom này kết thúc, hoặc sao trong ngày mai bước sang năm 2022, đó là gì? Chúng ta hãy dành cho bản thân mình 2 tiếng đồng hồ để nói chuyện với bản thân mình về sự phát triển của bản thân mình trong năm 2022 là như thế nào, vì chính bản thân mình, không phải vì ai hết, đúng không cả nhà? Ok, chúng ta hãy viết một cái bản thư tình cho chính bản thân mình trong 3 năm nữa mà anh Thiên Ấn vừa trao gửi cho chúng ta, vừa hướng dẫn cho chúng ta, để chúng ta có thể sau 3 năm nữa chúng ta sẽ đọc lại được là đó chính là chúng ta của 3 năm sau. Đúng không cả nhà mình? Chúng ta cam kết với bản thân mình, bỏ tiền cho heo để chúng ta thực hiện những cái việc làm rất là hữu ích. Chúng ta sẽ không phải than phiền mỗi khi mà chúng ta có những cái câu nói hàng ngày, chúng ta sẽ bỏ heo bỏ lợn xem là một năm trời, một tháng trời đấy, chúng ta có đầy được con heo, đầy được con lợn đó không? Chúng ta sẽ quay trở lại nhìn thấy được rằng là chúng ta đã rèn luyện được một cái thói quen cực kỳ tốt mà hôm nay anh Thiên Ấn đã truyền lại là cho chúng ta, đúng không cả nhà? Và cuối cùng nhất, đó chính là gì ạ? Đó chính là action plan, đó chính là chúng ta phải hành động. Nếu như chúng ta không hành động thì chắc chắn là cuộc sống của chúng ta cũng không thể thay đổi được. Chúng ta muốn thay đổi toàn bộ cuộc sống của chúng ta trong năm 2022 không ạ? Thì chúng ta hãy thiết kế một cái bản thiết kế kế hoạch một cách rõ ràng, cụ thể, chi tiết nhất như anh Thiên Ấn vừa chia sẻ. Buổi tối ngày hôm nay chúng ta đã học được rất là nhiều những cái chia sẻ từ anh Thiên Ấn, từ người co-founder đáng kính của chúng ta. Chúng ta sẽ rèn luyện bản thân mình, chúng ta cam kết rèn luyện bản thân mình, rèn luyện trở thành một người tử tế với cái thần thái của chúng ta một cách tử tế nhất trong năm 2022. Và cuối năm 2022 chúng ta sẽ có cảm nhận như anh Trần Thiên Ấn vừa chia sẻ, chúng ta sẽ gặp lại bản thân mình, chúng ta sẽ nói rằng một câu, chúng ta chưa thể gặp được ai tử tế hơn chính bản thân mình. Ok không ạ cả nhà? Cả nhà nhà mình ok không? Cảm ơn anh Trần Thiên Ấn đã chia sẻ cho chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta sẽ thiết kế được cái bản thiết kế cho năm 2022 một cách cụ thể, rõ ràng nhất, chào đón năm 2022 rực rỡ nhất. Cuối cùng thì Lưu cũng chúc sức khỏe cho tất cả anh chị em, hơn 1.000 anh chị em vẫn còn có mặt ở trong Zoom ngày hôm nay, sức khỏe, an lành và thành công rực rỡ trong năm 2022. Xin chào và hẹn gặp lại.